Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 22. Cảm xúc của các cô gái trở nên kích động, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn giống như thiên thần hạ phàm xuống cứu các cô khỏi nước sôi lửa bỏng. Thần sắc Dương Văn Khải và Lý Thiên Lạc không khỏi căng thẳng, nhiều người như vậy lại không đánh được Tề Đẳng Nhàn sao? Tề Đẳng Nhàn như hổ nhập bầy dê, những tên côn đồ trong mắt hắn như gà con, làm hắn càng tùy tiện. Những tiếng la thảm thét vẫn không ngừng vang lên, Tề Đẳng Nhàn không có dừng tay, cho dù có người bỏ vũ khí xuống cầu xin tha thứ cũng bị một quyền quật ngã. Còn đứng ngây ở đó làm gì, chạy mau. Dương Văn Khải tỉnh lại nhìn Lý Thiên Lạc nói. Hai người lập tức xoay người chạy về phía cửa chính, nhìn tình hình này còn lại khoảng 10 người bị quật ngã không thể chạy thoát, chỉ là vấn đề thời gian. Trên trán Lý Thiên Lạc đổ mồ hôi lạnh, hắn biết Tề Đẳng Nhàn lợi hại nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Hắn đặc biệt mua bảo hiểm và mang theo hơn 100 tên côn đồ tháo vát đến, nhưng dù vậy cũng chưa phải là đối thủ của Tề Đẳng Nhàn, thật là đáng sợ. Thời điểm hai người sắp chạy tới cửa, Tề Đẳng Nhàn bước một bước xương sống cong như một con rồng lớn, vèo một cái bước đến một bước 7-8 thước đã biến mất. Trong vòng 3 bước hắn đã bước đến phía sau hai người họ. Hai người cảm thấy sau gáy lạnh toát, đồng thời bị một bàn tay nắm, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ thể mất trọng lượng, cả cơ thể đều đã mất hồn. Ầm, phịch. Hai người bị đánh ngã vô tường, vang lên hai tiếng, cả người gân cốt yếu đuối bại liệt trên mặt đất không thể cử động. Tề Đẳng Nhàn mặt đầy lãnh nhạt đứng tại chỗ, nhàn nhạt nói, giả bộ đe dọa còn muốn chạy. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lúc này có hơn 10 tên côn đồ còn chưa ngã xuống đột nhiên lấy lại tinh thần, máu ở trên não dần dần biến mất. Quay đầu lại thấy các huynh đệ của mình nằm trên mặt đất, có người rên rỉ, có người xương cốt vặn vẹo, có người hôn mê bất tỉnh, thậm chí có người não còn bị đánh vỡ. Cơ thể của họ tức khắc lạnh lên, họ cảm thấy cả người phát rét, ngay cả dũng khí nhìn Tề Đẳng Nhàn cũng không có, chứ nói gì vì 5 triệu thượng mà liều mạng. Các cô gái lúc này đã thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó tâm tình mới vừa dồn nén cũng được thả lỏng, bọn họ không nhịn được trực tiếp gieo hò, thậm chí có người còn ôm nhau. Kiều Thu Mộng cũng thở dài một hơi, nhìn hình dáng Tề Đẳng Nhàn trên mặt tràn đầy sự tự hào và sùng bái. Xác định trước khi mất đi trí nhớ bản thân có tật xấu gì, người đàn ông ưu tú như vậy tại sao lại ly hôn với hắn. Nhưng cũng không tồi, bây giờ khắc phục chắc vẫn còn kịp. Trương Hoan cuộn tròn rụt lại trong góc bị hù dọa xón đái đúng quần ướt nhẹp một vũng, hắn lớn như thế còn chưa từng thấy qua ai mạnh như vậy. Hơn 100 tên côn đồ đối phó với một mình hắn nhưng lại không giết được hắn, thậm chí còn không làm hắn bị thương, ngược lại toàn bộ đều bị quật ngã. Tên họ Tề kia, tôi là con trai của trưởng tỉnh, nếu cậu dám đụng tôi, cậu nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Dương Văn Khải bị dọa có chút sợ hãi gào to khàn cả giọng. Nhìn những tên côn đồ nằm trên mặt đất, cơ thể anh ta cảm thấy rét run, trong đó có một số chúng khi chết trông rất xấu xí khiến người khác nhìn vào cảm thấy da đầu tê dại. Tề Đẳng Nhàn nghiêng đầu một chút chậm rãi đi tới. Dương Văn Khải hét to, cậu không thể chạm vào tôi, ngay cả khi tôi làm sai chuyện gì cậu cũng không thể đụng tôi. Cậu đụng tôi chính là cùng cha tôi đối đầu. Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói, cha cậu là một người tốt sao lại sinh ra cậu như vậy? Có lẽ nên dồn cậu vào chân tường. Nói xong hắn cúi xuống trực tiếp nhấc Dương Văn Khải lên. Lý Thiên Lạc bị dọa tới mức không nói nên lời, thân thể liên tục run rẩy. Thân là con nhà danh giá, cái tốt không học lại học mấy thứ xấu xa. Cậu còn có lương tâm có nhân tính sao? Hôm nay không dạy dỗ cậu một trận tôi thật sự có lỗi với cha cậu. Nói xong Tề Đẳng Nhàn nhếch mép cười một tiếng, giơ tay lên 3333 chính là lớn miệng tử chào hỏi đi lên. Dương Văn Khải hét liên tục một lát, sau mặt anh ta dính đầy máu, cả khuôn mặt như chảo bị cháy khét, mặt thì bầm tím, mũi thì bị gãy. Tề Đẳng Nhàn vô cùng chán ghét việc bức hại những cô gái vô tội này, nếu Dương Văn Khải không phải là con trai của Dương Lệnh Quang thì hắn đã giết anh ta ngay tại chỗ. Tưởng rằng mang đến hơn 100 tên côn đồ là giết được tôi sao? Vừa rồi tôi có nói với cậu mang đến nhiều hơn một người cũng vô dụng thôi. Mang một đàn cừu đến đánh nhau với hổ có phải não cậu bị uống nước không? Tề Đẳng Nhàn thuận tay ném Dương Văn Khải xuống đất, sau đó hung hãn đá vào bụng anh ta một cái. Dương Văn Khải hét thảm một tiếng che bụng lại khom người như một con tôm từ trong bụng nôn ra dịch vị, ngay cả vàng đản nước cũng cho ói ra. Nói xong Tề Đẳng Nhàn trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Dương Lệnh Quang. Xin chào Tề Tổng, khi Dương Lệnh Quang nhận điện thoại ông ta không khỏi ngạc nhiên. Chủ tịch Dương, con trai của ông phạm sai lầm, hiện tại tôi đã bắt anh ta,
tôi nghĩ ông nên tới xem một chút rồi tự mình xử lý. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Lệnh Quang không khỏi cau mày có chút không vui hỏi, hắn đã đụng phải chuyện gì? Tề Đẳng Nhàn cười nhạt nói, nơi đây có một làng du lịch họ đã lừa rất nhiều cô gái sau đó bắt họ phục vụ những nhân vật quyền quý, con trai ông đang ở đây. Ông nói xem anh ta đã làm gì, có muốn tôi trực tiếp nói cho ông hay là để cho Phó Phong Vân biết chuyện này? Dương Lệnh Quang nghe được chuyện này vô cùng giật mình giận dữ nói, còn có chuyện này sao? Tề Tổng cậu chờ một chút tôi bây giờ không đến được để tôi cử thư ký Ngô đến. Dương Văn Khải nghe được Tề Đẳng Nhàn đang nói chuyện điện thoại với cha anh ta đầu óc anh ta vù vù muốn nổ lần này xong đời rồi. Tề Đẳng Nhàn vuốt cằm cười châm biếm nói, nhanh lên một chút nếu không tôi sợ rằng không nhịn được muốn đánh chết anh ta. Dương Lệnh Quang cũng không nói nhiều lập tức báo cho thư ký Ngô đến làng du lịch Đông Sơn. Tề Đẳng Nhàn mang ánh mắt dừng trên người Lý Thiên Lạc cười nói, sao vậy hiện tại không điên sao? Làm sao lại sợ hãi như vậy? Đây cũng không phải là phong cách của cậu mà. Lý Thiên Lạc run rẩy nói, tề tổng cậu có gì cứ nói đi dù sao tôi cũng là người thừa kế của Lý gia nếu cậu muốn. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày một cái đá một cái vô đầu gối hắn. Rắc rắc. Một âm thanh này vang lên Lý Thiên Lạc gầm như một con heo bị giết đau đớn đến nỗi gần như bất tỉnh. Không phải tôi vừa nói sẽ phế cậu sao? Cậu làm sai từ đầu không thừa nhận còn muốn cùng tôi mặc cả. Xem ra cậu không thấy hối hận. Cho nên cả đời cậu chỉ có thể làm người vô dụng. Tề Đẳng Nhàn dẫm lên đầu gối Lý Thiên Lạc vừa nói chuyện vừa nhấc chân đạp xuống ba cái Lý Thiên Lạc đã hết sức. Dương Văn Khải nhìn những thủ đoạn tàn nhẫn của Tề Đẳng Nhàn đôi mắt nhìn một cái trực tiếp bị dọa sợ ngất đi. Trông thấy chân tay của Lý Thiên Lạc bị Tề Đẳng Nhàn đánh cho gần như tàn phế, các cô gái bị hắn hãm hại đều trầm trồ tán dương. Trương Hoan thấy Tề Đẳng Nhàn làm cậu chủ của mình tàn phế như vậy thì bị dọa kinh sợ tột độ, miệng phun ra thứ nước màu xanh rồi ngã xuống đất, không biết sống chết ra sao. Tề Đẳng Nhàn thấy cảnh đó không nhịn được mà cười nhạo, đồ tiểu nhân nhát thối. Trương Hoan tự mình dọa chết mình rồi, cũng chẳng còn hứng thú đi dọn dẹp nữa. Lý Thiên Lạc đau tới mức cả người ra mồ hôi, bộ dạng trông như vừa được người ta vớt từ dưới nước lên, khản giọng gào to, Tề Đẳng Nhàn, cậu dám hại tôi chính là người kế thừa duy nhất của Lý gia quyền. Cha tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Lần trước chỉ là tên khốn nhà cậu may mắn, được ông bác nói giúp. Lần này ông ấy nhất định sẽ tận tay giết chết cậu. Lý Thiên Lạc nội tâm điên loạn, hận Tề Đẳng Nhàn thấu tận xương tủy. Căn bản cũng là vì anh ta không thể chấp nhận được sự thật rằng từ nay về sau mình sẽ mãi mãi là một kẻ tàn phế như vậy. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt đáp, anh nên cảm thấy biết ơn tôi vì đã giữ lại mạng sống rẻ tiền của anh, chứ loại người như anh, tôi không giết đã là nhân từ lắm rồi. Tề Đẳng Nhàn vốn dĩ không sợ Lý Trường Hồng có vì mình làm Lý Thiên Lạc bị tàn phế mà tìm đến hay không, nếu như ông ta thật sự tìm đến để trả thù thì cho ông ta tàn phế cả thể luôn. Biết con trai mình không phải là loại người ngoan ngoãn tốt đẹp gì, người làm cha như vậy cũng khó mà chối bỏ trách nhiệm, hơn nữa khu nghỉ dưỡng này lại do Lý Thiên Lạc xây dựng lên, sau khi chuyện này xảy ra mà Lý Trường Hồng vẫn muốn thay con trai đi báo thù thì chính là không ý thức được thời thế, không phân biệt được đen trắng. Lý gia quyền chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Lý Thiên Lạc tức giận gào lên. Im miệng đi, nói thêm vài câu nữa làm tâm trạng tôi không tốt tôi sẽ trực tiếp giết chết anh. Dù sao cha anh tuy có năng lực, nhưng cũng không phải là chủ tịch tỉnh. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng đầy giễu cợt. Lý Thiên Lạc tái mặt lại, quả nhiên không dám nói thêm câu nào nữa, anh ta cũng không dám đánh cược Tề Đẳng Nhàn có giết mình hay không. Tề Đẳng Nhàn quay lại chỗ Kiều Thu Mộng nói với mấy người con gái kia, bây giờ không sao nữa rồi, các cô không cần lo lắng mình sẽ bị xâm hại nữa. Các cô gái đều không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm, không ngừng cảm ơn Tề Đẳng Nhàn. Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những suy nghĩ nghi ngờ hắn lúc nãy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tề Đẳng Nhàn vẫy vẫy tay nói, các cô cũng đừng rời đi vội, một lát nữa sẽ có người đến xử lý chuyện này, các cô cứ yên tâm xử lý ổn thỏa chuyện này, nhất định phải để cho người từng hãm hại các cô chịu sự trừng phạt thích đáng. Được, cảm ơn anh. Các cô gái ấy đều không kiềm được nước mắt. Thật chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội nhìn thấy trời xanh một lần nữa, mọi người ai nấy đều vô cùng biết ơn Tề Đẳng Nhàn. Nếu như không có Tề Đẳng Nhàn thì họ cũng không biết cả đời này mình sẽ như thế nào nữa, sợ rằng lỡ một ngày phạm phải chuyện gì,
sẽ bị bọn người Trương Hoan trực tiếp giết chết rồi ném xuống biển sâu. Kiều Thu Mộng có chút thương cảm, cô cảm thấy mấy cô gái này cũng thật đáng thương, vốn dĩ họ chẳng làm sai chuyện gì, lại phải chịu số phận bi thảm như vậy. Các cô nếu đồng ý có thể cho tôi biết thân phận của mình, tôi sẽ xem xét tình hình để giúp đỡ mọi người. Kiều Thu Mộng mở lời, nói. Các cô gái giật mình nhẹ, sau đó đều lắc đầu, họ không muốn để lộ thân phận của mình, sau khi rời khỏi đây thậm chí còn không muốn nghĩ lại khoảng thời gian đã qua này. Tề Đẳng Nhàn biết rõ, những cô gái ấy tuy đã được giải cứu nhưng những tổn thương tinh thần sẽ không bao giờ có thể bù đắp được. Từ sau đó trở đi, không biết sẽ có bao nhiêu người mắc phải căn bệnh trầm cảm, cũng không biết có bao nhiêu người vì không vượt qua được những khủng hoảng tinh thần ấy mà dẫn đến tự tử. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn gợn lên cảm giác bực bội khó tả, hắn hận không thể giết chết hết bọn người Lý Thiên Lạc đó. Nhưng bây giờ có giết người thì cũng vô ích, không giải quyết được gì, hắn chỉ mong sao pháp luật có thể tìm lại công lý cho những cô gái ấy, để cho những kẻ xấu xa phải chịu sự xét xử của chính nghĩa. Tề Đẳng Nhàn có thể chắc chắn thành phố Trung Hải này sắp đến ngày thay đổi rồi, với sự xác nhận của các cô gái, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ mặt người dạ thú như vậy bị bắt. Một lúc sau cuối cùng thư ký Ngô cũng đến. Anh ta vừa bước vào, trông thấy cảnh tượng trước mắt nét mặt nhanh chóng tái nhợt đi, cảm thấy ở đây có chút sởn gai ốc. Những người này là, cổ họng thư ký Ngô nghẹn lại. Bị tôi đánh đấy, Tề Đẳng Nhàn đi tới trước mặt anh ta lạnh lùng nói. Thư ký Ngô đơ người, một người, đánh ngã từng này người. Anh ta không khỏi sững sờ, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn. Thư ký Ngô cùng lúc đó nhìn thấy công tử Dương Văn Khải nhà chủ tịch tỉnh bị đánh ra thành bộ dạng người không ra người ấy thì cười khổ một tiếng, thật không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại ra tay tàn nhẫn, mạnh bạo đến vậy. Tề Tổng, anh xem chuyện này nên giải quyết như nào cho hợp lý? Thư ký Ngô lúng túng hỏi. Anh có thể gặp các cô gái này để hỏi rõ hơn đầu đuôi câu chuyện, sau đó gọi về hỏi ý kiến chủ tịch tỉnh xem ông ấy muốn giải quyết như thế nào. Tề Đẳng Nhàn liếc qua Dương Văn Khải một cái. Cười lạnh lùng nói. Thư ký Ngô gật đầu rồi đi tới chỗ mấy cô gái kia để hỏi chuyện. Nghe các cô gái không ngừng kể khổ, nét mặt thư ký Ngô không chịu được mà dần tối sầm lại. Thật không ngờ, dưới thời oai hùng của Càn Khôn lại có thể xảy ra sự việc như vậy. Tề Tổng, tôi đã nắm rõ mọi chuyện rồi, tôi sẽ gọi điện thông báo sự việc cho Chủ tịch Dương rồi xin chỉ thị từ ngài ấy. Thư ký Ngô đáp. Được, Tề Đẳng Nhàn gật đầu đồng ý. Thư ký Ngô hỏi tiếp, có điều, Tề Tổng anh đánh Lý Thiên Lạc thảm hại như vậy, hơn nữa chân tay anh ta sợ rằng cũng phế rồi, tôi xem, tủy bên trong cũng chảy ra rồi. Tề Đẳng Nhàn không nói gì, nét mặt tỏ đầy vẻ mất hứng. Thư ký Ngô nói, quản gia Lý Trường Hồng của nhà Lý Gia Quyền là người vô cùng bênh con, tôi sợ ông ta trông thấy dáng vẻ thê thảm này của con mình sẽ đến tìm anh tính sổ mất. Có cần tôi tìm Chủ tịch Dương nhờ ông ấy nói giúp anh vài tiếng không? Tề Đẳng Nhàn nghe thấy không nhịn được cười phá lên, nói, không cần đâu, nếu như Lý Trường Hồng là người hiểu chuyện, ông ta sẽ tự biết phải làm gì, còn nếu nhất định tới tìm tôi gây sự, tôi cũng sẽ không ngại mà cho ông ta vào viện nằm cùng con trai mình đâu. Một lúc sau thư ký Ngô đã xử lý mọi chuyện một cách ổn thỏa. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng còi báo hiệu. Tề Đẳng Nhàn nói với Kiều Thu Mộng, mọi chuyện đều ổn cả rồi, chúng ta đi thôi. Kiều Thu Mộng gật đầu rồi cùng Tề Đẳng Nhàn rời đi. Các cô gái kia lúc này thậm chí đã quỳ xuống chân Tề Đẳng Nhàn, vừa khóc vừa nói, vô cùng cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp. Tề Đẳng Nhàn quay người lại, lắc đầu nói, mọi người không cần cảm ơn tôi, chỉ cần là người có lòng tốt thì đều sẽ làm như tôi thôi. Tôi hy vọng những ngày tháng về sau mọi người có thể vượt qua những tổn thương tinh thần ấy, sống thật tốt và trân trọng cuộc sống. Cuộc đời vẫn còn rất dài. Đừng để những chuyện không tốt đẹp lúc này làm ảnh hưởng tới cuộc sống về sau. Nói xong câu ấy, hắn nghênh ngang dẫn Kiều Thu Mộng rời đi. Lúc này những nhân viên thám tử đặc vụ ở ngoài đã vào trong, bắt đầu khống chế hiện trường. Thư ký Ngô nhìn theo bóng của Tề Đẳng Nhàn, không kiềm được mà thốt lên, Tề Đẳng Nhàn thật giống một vị thần. Từ sau khi ra khỏi khu nghỉ dưỡng Đông Sơn, Kiều Thu Mộng nét mặt đầy vui sướng. Cô ta cảm thấy buổi hẹn hò hôm nay nhờ có chuyện này mà cực kỳ thành công, bởi được cùng Tề Đẳng Nhàn làm một chuyện vừa ý nghĩa lại vô cùng đáng nhớ như vậy. Cũng từ sau chuyện này, cô ta hiểu được lý do Tề Đẳng Nhàn ra tay một mình mà không trực tiếp phơi bày sự việc ra.
Bây giờ xem ra Tề Đẳng Nhàn này không chỉ là người anh dũng mà còn vô cùng lanh lợi. Tề Đẳng Nhàn thông báo chuyện này cho Dương Lệnh Quang, đây cũng xem như cho ông ta một ân tình to lớn, sau này vị chủ tịch tỉnh ấy sẽ phải nghĩ mọi cách để đền đáp lại ân tình ấy. Ở tỉnh Đông Hải này, sức ảnh hưởng của Lý Gia Quyền cũng vô cùng lớn, anh đánh Lý Thiên Lạc tàn phế như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ tới tìm anh gây khó dễ. Kiều Thu Mộng lo lắng nhắc nhở Tề Đẳng Nhàn. Từ xưa đến nay mọi chuyện đều là dùng vũ lực để giải quyết. Lý Thiên Lạc không làm tròn bổn phận thì tôi dạy dỗ anh ta, đó là chính thay trời hành đạo, tôi thậm chí còn có thể thay tổ tiên cậu ta xóa anh ta ra khỏi gia phả dòng dõi đấy. Nếu như Lý Trường Hồng là người hiểu chuyện thì ông ta ngược lại nên tới cảm ơn tôi mới đúng, chứ không phải là căm thù tôi. Đương nhiên nếu bọn họ nhất định muốn trả thù, tôi cũng chẳng có gì phải sợ cả. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ mặt ung dung, vốn dĩ không coi chuyện này là điều gì to tát. Kiều Thu Mộng thấy dáng vẻ đó của Tề Đẳng Nhàn trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào, nếu anh ta đã ung dung như vậy thì nếu xảy ra chuyện chắc chắn sẽ có cách xử lý. Kiều Thu Mộng nói, hôm nay làm được việc vô cùng ý nghĩa, có lẽ cả đời này mỗi khi nghĩ tới nó thì đều cảm thấy mình đã làm được một việc thật vĩ đại. Tề Đẳng Nhàn đáp, vẫn còn rất nhiều những nơi không được ánh sáng chiếu tới, nhưng chúng ta có thể làm ánh sáng, đi thắp sáng những nơi tăm tối đó. Tề Đẳng Nhàn không phải là vị quân tử có đạo đức và nhân cách hoàn hảo, nhưng từ trước đến nay hắn làm chuyện gì cũng đều cố gắng để không phải cắn rứt lương tâm. Hễ có chuyện không hay xảy ra hắn đều tự mình ra tay cứu giúp, nếu không thì bao nhiêu công sức luyện tập, rèn luyện võ công coi như bỏ phí rồi. Có muốn đi cùng tôi tới quán rượu đêm khuya làm vài ly không? Tề Đẳng Nhàn nói. Không đi, Kiều Thu Mộng nhất quyết lắc đầu, cứ nghĩ đến chuyện kia là cô lại vô cùng lúng túng. Thật không muốn đi tới nơi đó thêm lần nào nữa. Tề Đẳng Nhàn chỉ đành đưa Kiều Thu Mộng về nhà trước, sau đó mới đi tới quán rượu. Quán rượu đêm khuya hôm nay không mở cửa cho người ngoài, điều này làm cho những vị khách đặc biệt ghé qua đây để uống rượu không tránh được ý nghĩ hoài nghi, khó hiểu. Hai chị em Trương Tĩnh và Trương Nhu đã đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đẩy cửa xe bước xuống thì nhanh chóng ra tiếp đón. Anh Tề, anh đến rồi. Trương Tĩnh lễ phép nói, trên mặt hiện rõ vẻ tôn trọng, cung kính. Trương Nhu đứng bên cạnh cũng chào hỏi hắn, nhưng mặt không tỏ ra thận trọng như Trương Tĩnh mà liếm nhẹ bờ môi của mình, làm cho đôi môi trở nên ướt át, trông đầy quyến rũ. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, cũng coi như là đáp lại lời chào, hắn liếc nhìn Trương Nhu một cái, không kìm được mà cười thầm, người này cũng có bản lĩnh đấy, nhưng vẫn thua xa Lý Yêu Tinh. Một chút bản lĩnh nãy mà cũng muốn lừa ta vào chồng. Suy nghĩ đơn giản quá rồi. Trương Nhu thấy Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý đến nhan sắc của mình, trong lòng không khỏi bực bội chửi thầm đồ trai thẳng chết tiệt, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn miễn cưỡng phải bày ra vẻ kính nhường. Dù sao hắn cũng là người mà đến Diệp Phong cũng vô cùng kính nể. Diệp Phong là chồng của Trương Tĩnh. Sau khi bước vào trong quán, Tề Đẳng Nhàn phát hiện xung quanh mình vô cùng đông đúc. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn. Tò mò kẻ mới đến rốt cuộc là ai mà khiến cho hai chị em Trương Tĩnh Trương Nhu đều chạy hết ra cửa để tiếp đón như vậy. Nhị đương gia, ngài cũng đến rồi. Nào, tôi giới thiệu với ngài. Vị này là phó đà chủ của phân nhánh Long Môn ở tỉnh Đông Hải chúng tôi, tên là Mã Hồng Tuấn. Diệp Phong trông thấy Tề Đẳng Nhàn tới bèn nhanh chóng chạy lại chào hỏi, đồng thời giới thiệu cho hắn Mã Hồng Tuấn phó đà chủ của phân nhánh Long Môn. Mã Hồng Tuấn là người đàn ông gần 50 tuổi. Gương mặt toát ra vẻ phúc hậu và có vẻ cân nặng cũng không nhỏ, cũng bởi cân nặng đó mà khí chất của ông ta càng thêm phần chững chạc, chín chắn. Mã Hồng Tuấn cười to, bước tới nói với Tề Đẳng Nhàn, vị này chính là Tề Tổng của Tư Bản Thiên lại sao? Quả thực nghe danh đã lâu, vẫn luôn muốn gặp mặt chào hỏi vài câu nhưng đều chưa có cơ hội. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên bắt tay Mã Hồng Tuấn, hỏi, những người tới gây sự đâu, vẫn chưa tới hả? Mã Hồng Tuấn cười đáp, người ta là đà chủ, tôi chỉ là phó đà chủ, việc ngợi ca những người có tiếng tăm cũng là thường tình thôi mà. Mọi người trông thấy Tề Đẳng Nhàn trẻ tuổi như vậy đều không khỏi thầm khen ngợi, những người trẻ tuổi mà đầy triển vọng giống như hắn quả thật là vô cùng hiếm gặp. Tư Bản Thiên lại, đây chính là công ty tài giỏi sở hữu hơn 500 mẫu đất ở địa bàn thung lũng giết người, chiếm ưu thế hàng đầu trong việc phát triển các trung tâm thương mại trong tương lai. Tề Tổng, trước hết tôi vô cùng xin lỗi về việc làm liên lụy đến công ty của cậu. Có điều, tôi không thể không chủ động tới tìm cậu,
Dù sao thì một khi công ty vật liệu xây dựng Hồng Mã phá sản, việc cung cấp nguyên liệu hàng hóa cho công ty các cậu cũng sẽ bị gián đoạn một thời gian. Mã Hồng Tuấn rót một ly rượu cho Tề Đẳng Nhàn và nói với thành ý xin lỗi. Ông Mã, ông không cần khách sáo như vậy, Từ An cũng không phải chỉ nhắm vào mình ông. Tề Đẳng Nhàn không một chút bận lòng đáp lại. Nếu như chuyện này không liên quan đến anh ta thì anh ta cũng chẳng buồn tìm tới đây đâu. Nhưng Từ An không những kêu gọi những công ty vật liệu xây dựng khác không cung cấp hàng hóa cho Tư Bản Thiên Lại và tập đoàn Hướng Thị mà còn chuẩn bị lật đổ công ty duy nhất cung cấp hàng hóa cho bọn họ là công ty vật liệu xây dựng Hồng Mã. Việc đó có khác gì trực tiếp mang dao đến tranh giành miếng bánh của Tề Đẳng Nhàn và tập đoàn Hướng Thị cơ chứ? Loại chuyện như vậy làm sao có thể ngồi im không bận tâm? Đa chủ từ, anh đến rồi. Lúc này từ phía ngoài cửa vọng lại những tiếng hô vang, là đà chủ của đà phái Long Môn của tỉnh Đông Hải tới rồi. Từ An cũng là người đàn ông tầm 50 tuổi, có điều trông ông ta có vẻ khá gầy, vầng trán rộng như trán rồng, các đường nét góc cạnh trên gò má khuôn mặt đều vô cùng rõ nét, trông rất có khí chất của một bậc đại nhân. Từ An cũng đến rồi. Mã Hồng Tuấn đứng phắt dậy, sắc mặt trông có phần lo lắng sợ sệt. Nếu xét về thực lực thì ông ta đúng là không phải đối thủ của Từ An, nhưng hai người dù sao cũng là hai cao thủ của phái Long Môn, không thể công khai xích mích, chỉ có thể âm thầm mà đối đầu nhau. Từ An muốn toàn quyền kiểm soát và lãnh đạo Long Môn, còn Mã Hồng Tuấn thì muốn đánh bại Từ An để lên làm chủ. Do đó hai người họ có thể coi như là lửa nước không hòa làm một, không đội trời chung. Theo sau Từ An còn có con trai ông ta là Từ Dương, người thanh niên trẻ đó cũng từng bị Từ Đẳng Nhàn dạy dỗ cho mấy lần rồi. Phó đà chủ Mã hóa ra cũng sớm tới đây rồi sao, thật ngại quá, để anh phải đợi rồi. Từ An sau khi bước vào thì lạnh lùng nói với Mã Hồng Tuấn. Lời nói thì như vậy nhưng giọng điệu thật chẳng thấy chút hối lỗi nào, chỉ toàn là lạnh lùng kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Mã Hồng Tuấn đáp, đà chủ Từ đến cũng thật đúng lúc. Tề tổng của Tư Bản Thiên Lại vừa hay cũng ở đây, chúng ta cùng thảo luận về việc của công ty vật liệu xây dựng nào. Từ An đành chuyển ánh mắt sang phía Tề Đẳng Nhàn, ông ta nheo mắt lại, chỉ cảm thấy người trước mắt này thật là quá trẻ. Từ Dương nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì nhẹ nghiến răng, anh ta đã thua dưới tay Tề Đẳng Nhàn hai lần rồi, một lần là bị đánh, một lần là bị đập nát con xe D63 đắt tiền của mình. Vị này chính là người thay đổi cục diện phải đối mặt cái chết của tập đoàn Hướng Thị sao? Là người đầu tư 100.000 lượng vàng cho tập đoàn Hướng Thị sao? Từ An với vẻ mặt lạnh lùng, hỏi Tề Đẳng Nhàn với ý thăm dò. Nếu không nhờ có Tề Đẳng Nhàn thì nói không chừng tập đoàn Hướng Thị bây giờ cũng đã bị chia rẽ, phân tán rồi, hắn cũng nên được hưởng chút lợi lộc mà mình muốn. Tề Đẳng Nhàn sau đó cũng thăm dò Từ An. Hắn cảm thấy đà phái Long Môn của tỉnh Đông Hải hóa ra cũng chỉ như vậy. Từ An trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt Mã Hồng Tuấn, dựa người về sau, tay phải buông xuống chiếc ghế rồi động động ngón cái và ngón trỏ. Ngay sau đó có một tên thuộc hạ đi lên, lấy ra một điếu xì gà và đặt nó vào giữa hai ngón tay ông ta, sau đó một tên thuộc hạ khác vội vã rút một que diêm ra quẹt cho nó cháy lên. Từ An cho điếu xì gà vào miệng. Hít một hơi rồi xì ra một làn khói thuốc mù mịt và không nói gì. Dáng vẻ đó của ông ta đậm chất bố đời, tạo cho người ta một cảm giác bị chèn ép mạnh bạo, làm cho của tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng áp lực. Người duy nhất không bị áp lực tâm lý là Tề Đẳng Nhàn, hắn chỉ cảm thấy mấy hành động đó thật làm màu, ra vẻ ta đây, loại người này mà phải ở trong ngục tối thì sợ rằng giả vờ chưa đến nửa ngày đã bị người ta đánh đến chết rồi. Từ An cũng cảm nhận được dáng vẻ tâm lý bình thản đó của Tề Đẳng Nhàn, lúc này mới lên tiếng, thật không ngờ phó đà chủ Mã hôm nay cũng mời Tề Tổng tới đây, Tề Tổng quả thực là một người trẻ nằm ngoài suy đoán của người khác. Tề Đẳng Nhàn chẳng buồn tiếp lời loại người giả tạo như vậy, hắn cầm ly rượu lên chưa đến một hơi đã uống sạch, chỉ liếc nhìn Từ An một cái qua góc mắt. Từ An trông thấy dáng vẻ đầy khinh thường đó của Tề Đẳng Nhàn thì khóe mắt không kìm được mà giật một cái. Bởi đây là lần đầu tiên mà một người trẻ như vậy lại dám không ngần ngại bày ra dáng vẻ đó trước khí thế đầy uy hiếp, áp đảo đối phương của mình. Từ An ông ta đường đường là đà chủ của đà phái Long Môn ở Đông Hải này, là người có quyền thế lay động trời đất, ai lại dám ở trước mặt ông ta làm hành động như vậy cơ chứ? Tên khốn khiếp, người có biết thế nào là lễ độ không, cha ta đang nói chuyện với người đấy. Từ Dương trông thấy dáng vẻ đầy coi khinh mình đó của Tề Đẳng Nhàn thì không kiềm được sự phẫn nộ mà hét lên.
Thuộc hạ của Từ An ánh mắt cũng tràn ngập sự phẫn nộ, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn hắn thực sự là không biết phép tắc, không biết thế nào là lễ độ. Tề Đẳng Nhàn cầm ly rượu lên rồi lặng lẽ uống một ngụm, vẫn không thèm để mắt đến mấy người bọn họ như lúc nãy. Từ An kiềm chế cơn giận ở trong lòng, nếu như ông ta lại để một tên nhóc dễ dàng khiến cho mình tức giận như vậy thì cái thân phận đà chủ này thực sự quá là thấp hèn rồi. Hôm nay Tề Tổng đã mất công đến quán rượu đêm khuya này thì chắc chắn là muốn giải quyết cho xong những chuyện trước mắt rồi. Từ An nói. Đà chủ Từ thật thông minh quá đi, mở miệng toàn nói lời thừa thãi. Tề Đẳng Nhàn đặt ly rượu xuống đáp lại một cách đầy nhạo báng. Mã Hồng Tuấn nghe vậy không nhìn được muốn phì cười, đây cũng là lần đầu tiên ông ta chứng kiến Từ An bị người ta gây khó dễ như vậy. Diệp Phong đứng bên cạnh cũng gắng nhịn cười. Tính tình của Tề Đẳng Nhàn anh ta đương nhiên hiểu rất rõ, giả vờ giả vịt trước mặt nhị đương gia như vậy thì cũng chẳng phải là người dễ đối phó. Gân trên trán Từ An không kiềm được mà giật một cái, sau đó ông ta lại nở nụ cười giả tạo, nói thái độ này của Từ Tổng thật không giống tới đây để giải quyết vấn đề nhỉ. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt đáp, đà chủ Từ không nói tiếng nào đã kêu gọi tất cả các công ty vật liệu xây dựng ở tỉnh Đông Hải này dừng việc cung cấp nguyên liệu cho chúng tôi. Bây giờ còn muốn làm công ty duy nhất cung cấp nguyên vật liệu cho chúng tôi là công ty Hồng Mã phá sản, lẽ nào cảm thấy việc làm đó rất ý nghĩa sao? Từ An không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại không giữ cho mình chút thể diện nào, hơn nữa còn nói rõ ràng sự việc ra, một dáng vẻ cứng rắn như muốn dùng đá chọi đá, đối đầu với mình. Người muốn chết sao? Từ An giận tím mặt quát lớn. Những người xung quanh đó cũng nhìn Tề Đẳng Nhàn với thái độ vô cùng hung dữ. Như chỉ cần đợi Từ An hạ lệnh là sẽ trực tiếp xông lên đánh cho hắn chết thì thôi. Từ An tất nhiên cũng nghĩ như vậy, nhưng ông ta lại phủi tay, không thể đánh mất chiếc ghế đà chủ này, nếu chuyện dễ dàng như vậy đã bị làm cho tức điên lên của ông ta mà để lộ ra thì chỉ có làm trò cười cho thiên hạ, mặc dù đúng thật tên tiểu tử trước mặt này đã thực sự làm người ta phải sôi máu. Bây giờ Tề Tổng nóng giận như vậy rồi thì chúng ta hãy tìm phó đà chủ cùng nhau bàn bạc trước đã. Từ An ngang nhiên nói. Mã Hồng Tuấn nhíu nhíu lông mày, không nói gì. Từ An bình tĩnh nói tiếp, phó đà chủ Mã, nếu anh muốn bảo vệ con cờ công ty Hồng Mã của mình thì không phải là không thể. Chỉ có điều tôi cũng có điều kiện, anh phải nghe theo, nếu không thì công ty đó đóng cửa sớm một chút cũng tốt. Điều kiện của tôi đơn giản thôi, đó là anh hãy cắt đứt tất cả các chuỗi cung ứng hàng hóa cho những doanh nghiệp có liên quan đến tập đoàn Hướng Thị ngay lập tức đi. Sắc mặt Mã Hồng Tuấn trong chốc lát trở nên vô cùng khó coi, nếu như ông ta cắt đứt hết những chuỗi cung ứng đó thì tiền bồi thường cũng chính là ông ta chịu. Công ty Hồng Mã bây giờ chỉ riêng vận chuyển trầm tích các loại đã lãi mấy chục triệu, hơn nữa còn có các loại vật liệu xây dựng khác, bây giờ có hàng trăm triệu cũng không gánh nổi. Từ An như này rõ ràng là muốn một tay ép chết tập đoàn Hướng Thị, tay còn lại dồn công ty Hồng Mã vào con đường cùng mà. Mã Hồng Tuấn sắc mặt u ám nói. Như vậy không được, làm ăn kinh doanh phải chân thành và đáng tin, công ty Hồng Mã chúng tôi đã ký hợp đồng với công ty phía họ rồi, nhất định thực hiện đúng như vậy mới được. Từ An nhún vai, cười với mọi người xung quanh rồi nói, như vậy là không đàm phán được rồi, phó đà chủ Mã đến một chút thể diện cũng không giữ lại cho tôi nữa sao. Mã Hồng Tuấn nét mặt u ám, đáp lại, là đà chủ Từ không cho tôi chút thể diện chứ nhỉ, mọi người đều là người của đà phái Long Môn cả. Anh có nhất thiết phải ép người quá đáng như vậy không? Đều là người của Long Môn cả à, vậy chẳng lẽ phó đà chủ Mã không biết tập đoàn Hướng Thị trước kia chính là đối thủ cạnh tranh của chúng ta sao? Tập đoàn Hổ Môn mà chúng ta luôn ủng hộ bây giờ đang cạnh tranh đối đầu với tập đoàn Hướng Thị, nếu tập đoàn Hổ Môn mà chịu thiệt hại thì cũng chính là đà phái Long Môn chúng ta đang chịu thiệt hại đấy. Từ An vẻ mặt lạnh tanh, lạnh lùng nói với Mã Hồng Tuấn. Anh biết rõ tập đoàn Hướng Thị là thế lực thù địch của chúng ta mà vẫn đồng ý ký hợp đồng, cung cấp nguyên vật liệu cho bọn họ, đây không phải là đang phản bội lại Long Môn chúng ta sao? Tôi không ép anh thì còn ép ai nữa? Mã Hồng Tuấn nghe xong những lời ép người quá đáng này của Từ An, không khỏi tức giận, thật không ngờ tối nay Từ An lại lau gươm sáng như vậy, đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột, hoàn toàn bại lộ hết mưu đồ xấu xa, không để cho người khác một đường lui. Mã Hồng Tuấn sắc mặt tối sầm lại, nói, đà chủ Từ nếu đã hùng hổ nói vậy tôi cũng chỉ còn cách dựa vào những quy định đã đề ra để giải quyết vấn đề thôi. Từ An hướng ánh mắt về phía Tề Đẳng Nhàn, nói tiếp, Tề Tổng nếu như cậu muốn giữ lại những chuỗi cung ứng của công ty Hồng Mã thì tôi cũng có một kiến nghị cho cậu. Tề Đẳng Nhàn đáp, hả?
Cậu hãy thông báo cho Thiên Lại Tư Bản cắt đứt mọi qua lại với tập đoàn Hướng Thị, sau đó ngừng mọi hợp đồng với tập đoàn Hướng Thị đi. Công ty vật liệu An Năng chúng tôi có thể cắt giảm một nửa giá thành vật liệu, sau đó bán lại cho Tư Bản Thiên Lại coi như là bồi thường. Cậu thấy thế nào, đề nghị đó của tôi có đủ chân thành chưa? Từ An mỉm cười vì đã đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn. Tề Đẳng Nhàn mặt không chút biểu cảm nhìn Từ An, đáp, đà chủ tử có phải quá ngốc rồi nên mới xem người khác là kẻ ngốc như vậy. Chấm, ngay từ đầu ông đã muốn nhắm vào tôi, điều đó cũng giống như cho tôi một cú vả vào mặt rồi. Bây giờ lại uy ép các công ty nguyên vật liệu của cả tỉnh này không cung ứng cho chúng tôi, đây thực sự lại là một cú vả nữa. Cuối cùng lại muốn tôi cúi đầu đi hợp tác với mấy người. Tề Đẳng Nhàn nói xong câu đó thì bị chính mình làm cho tức cười. Tôi nói thật với ông, tôi không những muốn nhập hàng từ công ty vật liệu Hồng Mã mà còn muốn nhập với số lượng gấp đôi, tất cả nguyên vật liệu ở công trường đều muốn nhập từ công ty Hồng Mã. Tề Đẳng Nhàn không chút khách sáo, đáp lại với ánh mắt lạnh lùng. Từ An thản nhiên đáp lại, xem ra Tề Tổng cũng không muốn cho tôi chút thể diện rồi, có điều cậu muốn nghĩ cách để nhập nguyên vật liệu từ công ty Hồng Mã sẽ không thực hiện được. Bởi vì sau đêm nay, công ty vật liệu Hồng Mã sẽ không còn tồn tại nữa rồi. Từ An đả kích công ty vật liệu Hồng Mã, uy hiếp các công ty vật liệu khác không được cung cấp nguyên vật liệu cho các công ty liên quan tới tập đoàn Hướng Thị, đó chính là vì sự vững chắc cho địa vị của mình, đồng thời cũng là muốn tạo sức ép cho người đứng đầu tập đoàn Hướng Thị. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên sẽ không đồng ý những điều kiện ngu ngốc đó, nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý nhưng đến lúc ấy Từ An chỉ cần siết chặt dây trói điều kiện đó, hắn sẽ lập tức rơi vào bẫy và bị Từ An trói cho đến chết. Bây giờ cách đơn giản nhất để đối phó lại Từ An chính là bảo vệ con cờ Hồng Mã dưới tay Mã Hồng Tuấn, tiếp tục nhập nguyên vật liệu từ công ty Hồng Mã. Mã Hồng Tuấn sau khi nghe thấy những lời của Từ An về việc muốn dồn công ty Hồng Mã tới bờ vực phá sản thì không nhịn được cười, điềm tĩnh nói, đà chủ tử muốn dồn công ty chúng tôi tới bờ vực phá sản e là không dễ dàng như vậy. Không khí giữa Từ An và Mã Hồng Tuấn vô cùng căng thẳng, giống như đao vuốt đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Điều đó làm cho mọi người xung quanh không khỏi căng thẳng theo, ai cũng nhìn đối phương bằng ánh mắt phẫn nộ và chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu. Xem ra Tề Tổng vẫn là một mực khăng khăng muốn làm theo ý mình, không muốn nghe theo ý tốt của tôi rồi. Từ An vừa cười vừa nói với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn chẳng thèm để ý tới ông ta, trực tiếp đứng dậy cầm ly rượu của mình lên rồi quay người ra quầy rượu phía sau. Xóc 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 xóc, từng chút rượu chảy xuống mặt đất. Kéo dài tạo thành một vài kẻ ướt đẫm. Sau đó Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, hôm nay trong số các người mà có ai dám bước qua vài kẻ này thì công ty vật liệu Hồng Mã cũng phá sản từ giây phút đó, doanh nghiệp của chúng tôi cũng sẽ đi tìm con đường khác. Lời nói đó vừa vang lên, mọi người có mặt ở đó đều vô cùng kinh ngạc. Những lời này thực sự có chút hơi ngạo mạn rồi, chỉ tùy tiện vẽ một đường mà đã dám nói những lời như vậy sao? Như thế quả là không coi những người tài giỏi ở phân đà Long Môn này ra gì. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc tới mức không khép được miệng, ông ta được nghe Diệp Phong kể Tề Đẳng Nhàn là người vô cùng tài năng, có bản lĩnh, thật không ngờ hắn không chỉ có bản lĩnh mà còn mạnh miệng như vậy. Hai chị em Trương Tĩnh và Trương Nhu ở bên cạnh nghe thấy vậy gương mặt cũng biến sắc, càng muốn mở miệng bảo Diệp Phong khuyên ngăn Tề Đẳng Nhàn. Diệp Phong lại lạnh nhạt phủi tay nói, cứ nhìn đi. Nếu nhị đương gia đã vẽ ra vài kẻ đó thì chắc chắn không ai có thể bước qua đâu. Anh ta nói những lời đó tràn ngập vẻ tự tin, khiến hai chị em cũng đơ người ra. Dù sao vẫn còn rất trẻ, lại dám nói những lời như vậy, có chút ra vẻ ta đây nhỉ. Đúng vậy, dù sao người trước mặt cũng là đà chủ tử, những người tài giỏi dưới tay chướng ông ta lại đông vô cùng. Người bạn này của phó đà chủ thật không đáng tin mà, cứ tiếp tục như vậy. Công ty vật liệu Hồng Mã sớm muộn cũng bị đà chủ tử uy hiếp đến chết. Những thuộc hạ của Mã Hồng Tuấn ở phía bên này thì không giấu được vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn rất kiêu căng. Đối với bọn họ mà nói, ưu thế của Tề Đẳng Nhàn là nằm ở khối tài sản kếch xù, chứ không phải là sức lực, đây không phải là đang lấy trứng chọi đá sao. Mã Hồng Tuấn ngồi đó không chịu được nữa, nhanh chóng đứng dậy, hạ giọng rồi nói, Tề Tổng. Chuyện này vẫn là nên xem xét về lâu về dài. Lợi ích của hai nhà chúng ta gắn liền với nhau, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Tôi tự có quyết định của mình, có thể tự vạch ra kế hoạch và từ từ đối đầu với Từ An. Cứ nghe tôi, chưa chắc chúng ta đã thua. T.
Tề Đẳng Nhàn lại nói một cách lạnh lùng, tôi không có hứng thú với việc chần chừ suy nghĩ, nếu muốn thì nhanh lên, quyết định luôn đi. Anh hãy tin tôi, làm theo kế hoạch của tôi. Nếu anh không tin tôi thì chúng ta cũng chấm dứt hợp đồng luôn cũng được. Tề Đẳng Nhàn nói một cách đầy chắc chắn, căn bản không cho Mã Hồng Tuấn thời gian suy nghĩ. Điều này làm cho Mã Hồng Tuấn đường đường là phó đà chủ cũng tức đỏ mặt tím tai, chỉ có điều với tình hình trước mắt này, không thể không dựa vào Tư Bản Thiên lại, dựa vào Tề Đẳng Nhàn. Dù sao thì bây giờ đến 80% số nguyên vật liệu của công ty Hồng Mã là cung cấp cho thung lũng giết người, đến nguyên vật liệu của tập đoàn Mộc Tử, tập đoàn Hướng Thị và các tập đoàn khác dùng cũng là bọn họ cung cấp. Tề Đẳng Nhàn nếu như buông tay không làm khó Mã Hồng Tuấn nữa thì Mã Hồng Tuấn khả năng cao đã bị Từ An ép chết ở đây rồi. Nếu như không có vị trí trụ cột quan trọng về kinh tế nữa thì Mã Hồng Tuấn có lẽ sớm muộn cũng bị Từ An chơi đùa đến chết. Những lời đó của Tề Đẳng Nhàn khiến cho những thuộc hạ của Mã Hồng Tuấn cũng không khỏi tức giận, người này quá là ngông cuồng rồi, hắn lại dám dùng những lời lẽ đó nói chuyện với phó đà chủ sao. Diệp Phong vội vàng tiến lên phía trước nói với Mã Hồng Tuấn. Phó đà chủ, nếu nhị đương gia đã muốn ra tay giúp đỡ thì chi bằng chúng ta cứ ngồi đây chờ, để xem Từ An phải bỏ về vì không đạt được mục đích. Mã Hồng Tuấn khó chịu, nhíu đôi lông mày, ông ta cũng khá tin tưởng Diệp Phong bởi Diệp Phong đã mấy lần cứu mạng ông ta. Từ An không còn tươi tỉnh được nữa rồi, một tên doanh nhân mà lại dám dùng những thủ đoạn giang hồ bạo lực này với ta để giải quyết vấn đề sao? Đương nhiên nếu như các người đã không có ai dám bước qua vạch kẻ này thì cũng chính là chấp thuận với trò chơi này rồi. Nếu không tôi sẽ không ngại cho các người thấy thế nào gọi là không giữ chữ tín đâu. Tề Đẳng Nhàn hướng ánh mắt về phía Từ An, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích. Những người của Từ An bên này cũng không thể vui vẻ thêm chút nào nữa, kẻ này đầu óc có vấn đề hay sao mà lại dám nói những lời như vậy với Từ An. Lẽ nào hắn không biết trước đây Từ An luôn là người đi uy hiếp người khác sao? Từ An nhìn Mã Hồng Tuấn, cười một cách lạnh nhạt rồi nói, phó đà chủ Mã, Tề Tổng có thể làm chủ cho anh sao? Lời nói của hắn ta có phải sẽ quyết định sự sống còn của công ty vật liệu Hồng Mã các anh? Mã Hồng Tuấn mím môi, trong lòng diễn ra một cuộc đấu tranh tâm lý, sau đó mới chậm rãi đáp, hôm nay tôi đã mời Tề Tổng tới đây như vậy thì tất nhiên quyền quyết định là của cậu ấy rồi. Hơn nữa Tề Tổng còn là khách lớn của chúng tôi cơ mà. Như Tề Tổng đã nói, nếu như người của đà chủ từ các người có thể vượt qua vài kẻ mà Tề Tổng đã vẽ này. Thì kể từ giây phút đó, công ty Hồng Mã chúng tôi cũng tuyên bố phá sản, giải tán luôn. Mã Hồng Tuấn tôi đã nói ra những lời này thì nói được làm được. Những lời nói của Mã Hồng Tuấn làm cho người của ông ta không khỏi ngạc nhiên, ai nấy đều kinh ngạc tột độ nhìn ông ta. Công ty vật liệu Hồng Mã bây giờ là tài sản đáng giá nhất của Mã Hồng Tuấn, lại có thể dễ dàng thề thốt như trò chơi trẻ con vậy sao? Thôi xong, phó đà chủ này điên thật rồi, sao lại có thể tin vào những lời nói sằng bậy của tên họ Tề đó cơ chứ? Tôi thấy công ty Hồng Mã của chúng ta lần này khó cứu rồi, thuộc hạ của Từ An đông như vậy, thật không biết tên họ Tề này bị làm sao rồi nữa. Tên họ Tề này đầu óc có vấn đề không được bình tĩnh. Phó đà chủ cũng không còn cách nào khác, bây giờ công ty Hồng Mã cũng chỉ có thể trông cậy vào Tư Bản Thiên lại, nếu không có Tư Bản Thiên lại thì lượng hàng hóa cung ứng cũng sẽ giảm đi, tới lúc đó những nguyên vật liệu đó không bán đi được, công ty sẽ trực tiếp rơi vào tiến thoái lưỡng nan, rồi bị khó khăn dồn ép đến chết. Thuộc hạ của Mã Hồng Tuấn đều có chút không hài lòng, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, họ cho rằng chính Tề Đẳng Nhàn đã bắt cóc Mã Hồng Tuấn, ép buộc khiến ông ta phải bất đắc dĩ đưa ra quyết định như vậy. Trương Nhu cũng quay sang phía Trương Tĩnh nói, chị à, Tề Tổng này có phải hơi ngạo mạn rồi không? Em biết là hắn lợi hại, nhưng mà, những cao thủ dưới trướng Từ An cũng không hề ít. Trương Tĩnh là người con gái có hiểu biết và vốn sống phong phú, cô ta nói với vẻ mặt điềm tĩnh, cứ chờ xem tình thế thay đổi đi, hắn đã mạnh miệng nói vậy thì chắc chắn cũng nắm được tình hình, nhỉ? Trương Tĩnh nói đến đây cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Cô ta là bạn gái của Diệp Phong. Diệp Phong lại là người làm cho Mã Hồng Tuấn, nếu Mã Hồng Tuấn chơi chán rồi thì Diệp Phong sau này chắc chắn cũng sẽ không được lợi gì cả. Sợ rằng chị em bọn họ sau này cuộc sống cũng không còn dễ dàng nữa. Những lời đó của Tề Đẳng Nhàn trong vô thức dường như đã đang quyết định vận mệnh của rất nhiều người. Người của Từ An cũng không ngờ được rằng Mã Hồng Tuấn lại đồng ý với kế hoạch Tề Đẳng Nhàn đã đề ra, từng người ngơ ngác nhìn nhau, rồi đều không nhịn được mà cười lên.
Đối với họ mà nói, hành động này của Mã Hồng Tuấn bản chất chính là tự tìm đường chết, đem sự sống còn của công ty vật liệu Hồng Mã giao hết cho người ngoài, nghĩ thế nào cũng thấy không đáng tin. Được, nếu phó đà chủ cũng chấp thuận theo kế hoạch Tề Tổng đề ra thì hôm nay chúng ta phải làm theo những quy định mà Tề Tổng đề ra rồi. Từ An lạnh lùng cười to lên rồi nói. Thuộc hạ của Từ An đều nhìn Tề Đẳng Nhàn một cách đầy giễu cợt, sự kiêu căng giả tạo ấy hôm nay chắc chắn sẽ phải chịu một cú tát mạnh bạo rồi. Tề Đẳng Nhàn dùng một chân đá vào chiếc ghế đơn, chiếc ghế ngay sau đó trượt một đường rồi đừng lại đầy chắc chắn ngay trước vạch kẻ. Sau đó Tề Đẳng Nhàn trực tiếp ngồi xuống ghế, mỉm cười rồi nói có thể bắt đầu được chưa? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, người này có thể ngạo mạn như vậy sao? Lại dám trực tiếp ngồi xuống đó. Hắn đang chuẩn bị ngồi xuống, để lại mọi người ở ngoài vạch kẻ thì. Khốn khiếp! Từ Dương không chịu nổi dữ dằn quát lên, toàn mặt lộ vẻ hung dữ, cảm thấy người của bên mình đã bị tên rác rưởi Tề Đẳng Nhàn đó khinh thường rồi. Từ An và những người khác sắc mặt cũng vô cùng khó coi, cho dù cảm thấy tên Tề Đẳng Nhàn này đang tỏ ra ngạo mạn kiêu căng, nhưng diễn xuất của hắn lợi hại như vậy khiến mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Không ai lại muốn mình bị người khác coi thường như vậy. Nhưng Tề Đẳng Nhàn rõ ràng là đang khinh thường bọn họ. Mã Hồng Tuấn không chịu được mà giật giật mí mắt, Tề Đẳng Nhàn ngạo mạn bao nhiêu ông ta càng cảm thấy sợ hãi, lo lắng bấy nhiêu. Đa chủ Từ, để tôi ra tay, tôi nhất định sẽ đánh gãy cái chân chó chết tiệt đó của hắn. Một người đàn ông bước lên tức giận nói. Từ An nghe vậy gật đầu nói, Từ Phi, cho ngươi lên đầu tiên, mau giao hắn cho Từ Phi, không người ta lại không xem đã phải long môn chúng ta ra gì. Mọi người sau khi nhìn thấy người đàn ông cao khoảng 1m8 đó đứng dậy thì bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Tâm trạng Mã Hồng Tuấn càng nôn nao không yên, Từ Phi chính là tên thuộc hạ cao thủ bậc nhất của Từ An, trong các trận đấu ở vùng Từ An quản lý hắn đã có thành tích 28 lần thắng liên tiếp rồi. Lúc đầu vì để đấu lại Từ An mà Mã Hồng Tuấn đã đặc biệt mời một cao thủ võ thuật từ Thánh Tượng Quốc về, kết quả là chỉ mới vài chiêu đã bị Từ Phi dễ dàng đánh gục. Đạp cho một cú đau điếng người, làm cho Mã Hồng Tuấn phải bồi thường không ít tiền. Tề Tổng, võ thuật bằng chân của tên Từ Phi này khiến người khác phải kinh sợ, một cú đá cũng có thể làm khúc gỗ đứt đôi, chúng ta không được chủ quan. Mã Hồng Tuấn không kiềm chế được, thì thầm nhắc nhở Tề Đẳng Nhàn. Tôi không quan tâm anh ta lợi hại hay không, ngày hôm nay ở đây không ai có thể mạnh hơn tôi. Tề Đẳng Nhàn sắc mặt không đổi, đáp lại. Nghe thấy câu nói đó mọi người ở đó đều xôn xao hết lên. Thật mạnh miệng mà. Tên này thực sự quá kiêu căng rồi, nhất định phải đạp hắn xuống đất dẫm xéo cho một trận thì mới giải tỏa được cơn hận này. Từ Phi ngươi không được nương tay, trực tiếp đánh gãy chân hắn cho hắn biết sức mạnh của đà phái long môn chúng ta. Sắc mặt Mã Hồng Tuấn vẫn vô cùng khó coi, có lòng tốt nhắc nhở hắn, cuối cùng đổi lại là một câu nói như vậy. Khiến bản thân dường như trở nên vô cùng thừa thãi. Từ Phi sau khi gật đầu đã bước lên phía trước, nói với Tề Đẳng Nhàn, có thể bắt đầu được chưa nhỉ? Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng đáp, lúc nào cũng có thể bắt đầu, chỉ sợ các người một tiếng chào hỏi cũng không thấy đã xông lên đánh lén, còn đâu tôi cũng không có ý kiến gì hết. Từ Phi cũng bị câu nói đó của Tề Đẳng Nhàn làm cho tức điên lên, hắn nhún người một cái, cong lưng xuống như một cây cung tên khổng lồ đang được kéo căng ra. Rắc. Trong lúc cử động cột sống phát ra âm thanh như tiếng dây cung được nới lỏng, sau đó Từ Phi dùng một chân đá về phía trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Một cú đá chính xác, phong thái nhẹ nhàng, không chút dư thừa, thật không hổ danh là cao thủ thường ngày vẫn tập võ, một chiêu chí mạng, gọn gàng nhanh chóng. Tề Đẳng Nhàn lóe lên ánh mặt đầy giễu cợt, đối với hắn mà nói lạm dụng việc đề ra các loại chức danh đến những nơi có lính mới thực sự chẳng có gì thú vị. Chân Từ Phi vừa sắp đá vào chính diện mặt hắn thì đột ngột đổi hướng, đá sượt ngang qua bên tai Tề Đẳng Nhàn một đường thẳng tắp. Tề Đẳng Nhàn hờ hững giơ tay trái lên bên tai, dùng chiêu cánh quạt khỉ, dễ như trở bàn tay bắt lấy cổ chân của đối thủ, mạnh bạo kéo cái chân đó xuống. Ngay sau đó, hắn dùng 5 ngón tay, như một con hổ dũng mãnh giữ chặt lấy chân của Từ Phi, trực tiếp ra chiêu gảy đàn tỳ bà mạnh tới nỗi khiến cho gân cốt toàn thân Từ Phi mềm nhũn ra. Cút! Tề Đẳng Nhàn kéo Từ Phi về phía trước người mình, làm cho anh ta mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, sau đó hắn ngồi lên ghế, dứt khoát đạp một cái. Bụp! Cú đạp trúng giữa trán Từ Phi, khiến anh ta kêu lên một tiếng thảm thiết, máu ỏng ọc hộc ra ngoài, người bay xa mấy mét,
quỳ rạp trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Những người xung quanh trông thấy Từ Phi bị đánh gục một cách dễ dàng như vậy, sắc mặt không kìm nổi tối sầm lại. Từ An càng không giữ được bình tĩnh, tay run cầm cập, điếu xì gà cũng rơi xuống ghế. Ông ta chớp mắt nhặt điếu xì gà đưa vào miệng, giận dữ hít một hơi, bình tĩnh kiềm chế nỗi sợ trào dâng trong lòng mình, trầm giọng nói, Lý Tường, tới lượt ngươi. Mã Hồng Tuấn trông thấy Tề Đảng Nhàn nhẹ nhàng xử lý Từ Phi, chưa kịp vui mừng thì nghe thấy Từ An gọi Lý Tường ra, không bình tĩnh được mà lạnh tóc gáy. Đa chủ Từ, không được sử dụng vũ khí đâu, Mã Hồng Tuấn lạnh lùng nói. Từ An nhìn về phía Tề Đảng Nhàn lạnh nhạt đáp, vừa rồi trong quy định Tề Tổng cũng đâu có nói ở đây không được sử dụng vũ khí, đúng chứ Tề Tổng? Tề Đảng Nhàn mất kiên nhẫn đáp, tôi đã nói rồi, các người muốn dùng gì thì dùng, đừng có lề mề. Sắc mặt Mã Hồng Tuấn bỗng trở lên khó coi, nói, Tề Tổng, trong tay có vũ khí và trong tay không có vũ khí là hai khái niệm khác nhau. Vũ khí mà tên Lý Cường này dùng là đao bát quái, vô cùng lợi hại. Từng cắt mất tay của hơn 30 tên, anh chắc chắn tự tin như vậy sao? Tề Đảng Nhàn tươi tỉnh chỉ vào chiếc ghế sofa nói, hay là ông Mã ông ngồi đây đi. Tôi ở bên cạnh xem. Mã Hồng Tuấn bị hắn làm cho tức đỏ mặt, cảm thấy đứa nhóc này nói chuyện thực sự khiến người khác tức điên lên, bản thân rõ ràng là có ý tốt nghĩ cho hắn, vậy mà hắn lại luôn miệng nói những lời như vậy. Thuộc hạ của Mã Hồng Tuấn cũng bị làm cho tức điên, Diệp Phong vội vàng trấn tĩnh mọi người. Nói, Tề Tổng nói như nào thì chính là như vậy, mọi người không cần lo chuyện bao đồng. Nếu hôm nay Tề Tổng đã ra tay rồi thì đà chủ Từ cũng đừng hòng có thể thương lượng. Cho dù ông trời có xuống đây cũng không thu phục được công ty vật liệu Hồng Mã chúng tôi đâu. Lời của Diệp Phong làm tim mọi người hứng lại một nhịp, không biết tại sao anh ta có thể tin tưởng Tề Đảng Nhàn như vậy. Những người của Từ An sau khi nghe thấy những lời của Diệp Phong thì khịt mũi khinh bỉ. Diệp Phong người bảo vệ mình chưa xong lại còn đi nói giúp người khác. Đợi sau khi chuyện này kết thúc ta xem ngươi chết như thế nào. Từ Dương lạnh lùng nói. Cùng lúc đó anh ta hướng ánh mắt về phía hai chị em Trương Tĩnh và Trương Nhu, lần trước muốn xử lý Trương Nhu nhưng không thành, bị Tề Đảng Nhàn làm hỏng chuyện, cơ hội lần này nhất định không thể để tuột mất. Lúc này Lý Cường đứng dậy, tay cầm một con đao, cả người toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị khó đỡ. Anh ta nhìn Tề Đảng Nhàn rồi thản nhiên nói, tôi cho anh cơ hội lựa chọn vũ khí. Tề Đảng Nhàn chẳng buồn đáp lại, vẫy vẫy tay nói với hắn ta, nếu mông tôi rời khỏi chiếc ghế này thì coi như anh thắng. Xuất viện về nhà rồi, ngày mai vẫn sẽ cập nhật tình hình hồi phục như bình thường. Mấy đứa nhỏ vẫn chưa khá hơn, lấy máu mang đi bệnh viện Bắc Kinh xét nghiệm ADN và tỉ thể rồi, tốn mất gần 33 triệu. Sau khi có kết quả chẩn đoán sẽ quyết định phương pháp chữa trị. Hy vọng bọn trẻ sớm ngày hồi phục, cũng mong rằng con cái của những bậc làm cha làm mẹ khác luôn luôn mạnh khỏe. Những lời này của Tề Đảng Nhàn đúng thật là làm màu cấp độ cao mà. Mông rời sofa, thì coi như cậu thắng. Vạch đường để đến khiêu khích đông đảo cao thủ Long Môn thì thôi, ngồi xuống chiếc ghế sofa bị rời trước khi đổ thêm dầu vào lửa thì cũng đã nhịn, nhưng bây giờ lại nói ra câu nếu mông chính mình rời sofa thì coi như đối phương thắng. Những giám ngục U Đô không tới nổi cấp bậc độc ác cùng cực, chỉ e rằng thật sự không có ai có thể khiến mông của nhị đương ra rời sofa. Trong lòng Diệp Phong thầm nghĩ, mấy năm nay ngồi xổm trong đại lao, anh ta đã nhìn thấy cách Tề Đảng Nhàn chỉnh đốn đám người tàn bạo bất trị đó đến thừa sống thừa chết, thế nên anh ta vô cùng tin tưởng thực lực của hắn. Quả nhiên là Lý Tường cũng bị những lời này của Tề Đảng Nhàn chọc giận, đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo, gã ta nói, hay, anh quá ngông cuồng. Hy vọng lát nữa khi đầu anh rơi xuống đất, thì anh vẫn có thể ngông cuồng như vậy. Tề Đảng Nhàn ngồi ngay ngắn trên sofa không nhúc nhích, thậm chí đặt cả đôi tay trên đầu gối, lạnh lùng nhìn đối phương. Từ An lạnh lùng nói, Lý Tường, đừng nhiều với cậu, trực tiếp chặt đầu cậu ta, nếu có vấn đề, thì ông sẽ chịu trách nhiệm. Lý Tường đáp lại, được. Trong lúc nói chuyện, Lý Tường đã bước lên phía trước, anh ta giơ cây đao trong tay, mang theo sự lạnh lẽo dày đặc. Người đứng phía sau cũng có thể cảm nhận được sự áp bách mà Lý Tường mang đến, khiến bọn họ không tự chủ được lùi về phía sau. Nhưng Tề Đảng Nhàn vẫn ngồi trên sofa như cũ, phong thủ như núi đá, bộ dạng ngồi ở đấy giống như đã thật sự chuẩn bị kỹ lưỡng để giải quyết Lý Tường. Khi Lý Tường đi đến trước mặt Tề Đảng Nhàn 2 mét thì bỗng đứng lại, thở sâu một hơi, nếu Tề Đảng Nhàn ngồi yên không nhúc nhích, khinh thường tới như vậy,
thì anh ta sẽ giải quyết hắn trong vòng một chiêu. Anh ta chậm rãi dồn tất cả sức lực vào trên đôi chân, sau đó chậm rãi bước đến phía trước, mũi chân cả qua mặt đất, phát tiếng vang sàn sạt, trên gạch xuất hiện từng vết nứt. Tề Đẳng Nhàn khẽ nhướng mày, nhưng vẫn không nhúc nhích. Lý Tường khịt mũi khinh thường, ngay lúc này giơ cây đao trong tay lên, sau đó chậm rãi kéo ra phía sau, một bàn tay duỗi ra phía trước, vận động sức lực cả người. Lý Tường dự định dùng đao pháp đơn giản nhất trong đao để giải quyết vấn đề, đâm mạnh cây đao ra ngoài, toàn bộ sức lực dồn vào mũi đao, vừa nhanh vừa mạnh. Xoẹt! Sau khi Lý Tường dùng toàn bộ sức lực, chân dậm một phát, anh ta làm toàn bộ quán ba chấn động giống như đang rung chuyển. Nháy mắt cây đao của anh ta đâm ra ngoài, nhát đao này phát ra tiếng vang vèo vèo giữa không khí. Mũi đao bởi vì đâm quá mạnh quá nhanh, nên nảy sinh sự cọ sát kịch liệt với không khí, chỉ thấy mũi đao quấn quanh từng luồng khí lưu, thậm chí mũi đao còn phiếm đỏ. Đao pháp thật nhanh, ngay cả Diệp Phong khi nhìn thấy đao này, cũng nhịn không được mà thốt ra câu này, thầm đổ mồ hôi thay Tề Đẳng Nhàn. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn ngưng động, cây đao bay thẳng đến giữa mày của hắn, tốc độ rất nhanh, gần như là không thể tránh khỏi. Đương nhiên là hắn cũng không định tránh. Nếu hắn nghiêng đầu né tránh, vậy Lý Tường sẽ bổ đao xuống, đến lúc đó, cho dù hắn không muốn rời mông khỏi sofa thì cũng rất khó. Sau đó hắn khẽ nghiêng người, mở miệng chính mình để đón nhận mũi đao đang đâm tới. Làm cái trò gì vậy? Trong đầu Lý Tường lóe lên một ý nghĩ, sát ý càng lớn, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn chỉ đơn thuần muốn sỉ nhục anh ta trên con đường tự tìm chết, nhất định phải dùng một chiêu duy nhất giết chết hắn thì mới có thể giải hận được. Lý Tường cảm thấy đao của chính mình giống như đâm phải một ngọn núi, tuy rằng dồn toàn sức lực để đâm thật mạnh vừa nhanh, nhưng mà một cây đao thì làm sao có thể đâm thủng một ngọn núi. Anh ta nhìn vô cùng tập trung, chỉ nhìn thấy hàm răng trắng của Tề Đẳng Nhàn cắn chặt vào mũi đao, cho dù anh ta có dùng lực như thế nào, thì cây đao vẫn không thể nhúc nhích. Rắc! Mọi người có mặt tại hiện trường ồ lên ngay lập tức. Đám người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Dùng miệng để đón đao, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Thật ra đã từng thấy các đại sư khí công đung răng cắt đứt sắt thép trên các chương trình truyền hình, nhưng những cây đao đó đều đứng yên, còn đây đao thì đang di chuyển, lại đột ngột đâm đến với sức lực như vậy. Trong miệng Lý Tường phát ra một tiếng gầm giận dữ, ra sức lay động cổ tay, muốn xoay tròn cây đao trong tay, anh ta muốn dùng mũi đao trực tiếp cắt đứt cái miệng của Tề Đẳng Nhàn. Chẳng qua cơ bắp trên tay anh ta đã phình to méo mó, nhưng cây đao bị Tề Đẳng Nhàn cắn chặt trong miệng vẫn không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, chỉ thấy Tề Đẳng cử động cơ bắp hai bên quai hàm, bỗng dùng sức cắn mạnh. Răng rắc! Một tiếng vang giòn tan, cây đao của Lý Tường xoay tròn bay khỏi tay anh ta, thế mà trong miệng Tề Đẳng Nhàn lại cắn chặt một nửa mũi đao. Cảnh tượng này trực tiếp khiến đám người ngạc nhiên, lực cắn của hàm răng có thể mạnh như vậy à? Thế mà có thể cắn nứt cây đao. Tự An cảm thấy bản thân sắp ngưng thở luôn rồi, gần như là không thể tin vào đôi mắt của chính mình. Cả khuôn mặt Lý Tường đỏ bừng, không thể tưởng tượng được mà nhìn một nửa cây đao nằm trên mặt đất, cơ thể run rẩy không thể kiềm chế. Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn không có cảm xúc nào mà dùng đầu lưỡi cuốn lấy một nửa cây đao vào trong khoang miệng, sau đó nhai rộp rộp, mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng từng miếng sắt bị nhai đến méo mó tới mức ê răng phát ra từ trong miệng hắn. Sau khi nhai mười mấy cái, Tề Đẳng Nhàn mở miệng phun ra, chỉ sau một tiếng phụt, lập tức trên mặt đất có rất nhiều vụn sắt rơi xuống. Cảnh tượng này khiến tất cả người xem cảm thấy da đầu tê tái dại. Hình như công lực của nhị đương gia đã khủng bố hơn mấy năm trước rất nhiều. Diệp Phong cảm thấy cả người sởn da gà. Loại công lực này đã vượt xa phạm trù hiểu biết của anh ta, thật là đáng sợ. Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua Lý Tường đang đứng ngây ngốc tại chỗ. Hắn hỏi anh ta còn muốn thử nữa không? Lý Tường nuốt nước miếng ửng ực, không nói ra được bất cứ lời nào. Tất cả mọi người ở hiện trường cũng bị chiêu thức này của Tề Đẳng Nhàn làm kinh sợ. Đây rốt cuộc là loại công lực gì mà có thể cắn nứt một cây đao đang lao nhanh đến, còn nhai cây đao này đến nát bét, miệng của hắn không đau à? Miệng của hắn được chế tạo từ hợp kim titan. Từ đà chủ, tôi không đánh nữa. Lý Tường quay đầu sang một bên. Nghẹn khuất nói ra một câu như vậy với Tử An. Hai người căn bản không phải là người cùng một cấp bậc, người ta ngồi yên không nhúc nhích, nhưng vẫn có thể làm cây đao của chính mình trở nên cùi bắp, chắc là anh ta ý thức được việc thực lực chênh lệch nhau,
nếu bây giờ ra nhất quyết ra tay, thì cũng chỉ xấu mặt giống Từ Phi lúc vừa nãy thôi. Mặt Từ An đen như cái đít nồi, loại người lợi hại như Tề Đẳng Nhàn, quả thật là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy trong suốt cuộc đời này. Rốt cuộc Mã Hồng Tuấn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ông ấy cười ha ha nói, xem ra hôm nay người của Từ đà chủ không có cách nào để có thể vượt qua Tề Tổng rồi. Ánh mắt Từ An lóe lên sự độc ác tàn nhẫn, ông ta nói, bây giờ Mã đà chủ nói như thì vẫn còn quá sớm. Tề Đẳng Nhàn đã đứng dậy, lạnh nhạt nói, không thú vị, nhanh kết thúc thôi nào. Thời gian không còn sớm, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Lúc này không có ai cảm thấy hắn chỉ đang làm màu. Người ta thật sự có thực lực, đơn giản là đến Tân Thủ Thôn để bắt nạt những lớn giàu, đây là dáng vẻ bình thường của cao thủ, có gì mà gọi là làm màu. Từ An cười giữ tợn nói, Hoàng Sung, cậu hãy thử thực lực của cậu ta. Khi nghe Từ An nhắc đến cái tên này, vẻ mặt của Mã Hồng Tuấn hoàn toàn thay đổi. Từ đà chủ, ông nói có thể sử dụng vũ khí, nhưng không nói là được sử dụng súng. Mã Hồng Tuấn tức giận nói. Hoàng Sung là một tay súng dưới trướng của Từ An, đồng thời là một nhân vật đáng gờm đã xuất ngũ khỏi bộ đội đặc chủng. Mã Hồng Tuấn hiểu rất rõ những cấp dưới tài giỏi của Từ An, rốt cuộc Từ An cũng là đối thủ của ông ấy. Mã Hồng Tuấn cũng hiểu rất rõ kẻ tên Hoàng Sung, đây là một cao thủ dùng súng, anh ta từng tạo nên thành tích dùng súng bắn được 10 điểm. Lúc trước khi ông ấy vẫn còn là bộ đội đặc chủng, cũng chỉ là một nhân vật cấp cao trong quân đội nhà nước. Nhưng bởi vì cảm xúc nhạy cảm dễ giết người, sau khi bắn chết 8 tù binh, ông ấy bị đưa ra tòa án quân sự, cuối cùng bị ép xuất ngũ, còn phải ngồi tù suốt nhiều năm. Sau khi Từ An nghe thấy lời nói của Mã Hồng Tuấn, lập tức khịt mũi khinh thường, lạnh lùng nói, ai nói súng không phải là vũ khí. Súng là vũ khí nóng, có vấn đề nào không? Mã Hồng Tuấn không kiềm chế được sự tức giận, ông ấy giận dữ nói, Từ An, ông là đà chủ, đừng không có liêm sỉ như vậy. Ngay lúc này Tề Đẳng Nhàn cười ha ha, nói, dùng súng. Thú vị lắm, tôi cảm thấy đây không phải vấn đề, cứ để cậu ta dùng súng thử xem. Hắn vừa dứt lời, thì đã khiến mọi người ở hiện trường ngạc nhiên. Ánh mắt của đám người phe Mã Hồng Tuấn nhìn về phía Tề Đẳng giống như đang nhìn một kẻ điên, đừng nói là thằng danh này cảm thấy bản thân thắng hai đối thủ là đã vô địch thiên hạ, đao súng không thể gây sát thương. Súng chính là một loại vũ ở thời đại hiện đại hóa. Dù cho có là người giỏi đến mức nào thì khi bị bắn chắc chắn sẽ có một cái lỗ đầy máu. Nếu cậu có kim trung cháo và áo giáp sắt thì có lẽ sẽ có thể đỡ được đòn tấn công của vũ khí lạnh, nhưng muốn đỡ được mấy viên đạn của người ta, vậy chỉ có thể là chuyện không thể nào xảy ra. Tề Tổng, chuyện này không thể nói đùa được đâu. Dù sao đó cũng là súng, sức người không thể đấu lại, có là trâu thì khi bị súng bắn chúng cũng sẽ ngã xuống. Mã Hồng Tuấn nóng vội như có lửa đốt. Nếu Tề Đẳng Nhàn kiên quyết không cho Từ An dùng súng, vậy đám cấp dưới có thể đánh nhau của Từ An cũng sẽ không còn được bao nhiêu, vậy Mã Hồng Tuấn cũng không cần phải lo lắng đến việc bị Từ An chèn ép gây áp lực. Chẳng qua là bây giờ Tề Đẳng Nhàn lại bảo đối phương cứ dùng súng thử xem, khiến Mã Hồng Tuấn lo sợ không thôi, trên đầu toát ra đầy mồ hôi lạnh. Tề Đẳng Nhàn bình thản nói, cứ dùng súng là vô địch à? Chưa coi phim điện ảnh bao giờ à? Trong vòng 7 bước. Nắm đấm nhanh hơn súng. Chấm chấm chấm, suýt chút nữa là Mã Hồng Tuấn đã phun ra một ngụm máu, cậu cũng biết mấy bộ phim điện ảnh đó nữa à? Mọi người nhìn Tề Đẳng Nhàn, không khỏi ngạc nhiên, bộ dạng này của hắn không giống nói đùa, mà giống như muốn xác định nắm đấm có nhanh hơn súng không. Hoàng Sung ôm hai tay đứng trong đám đông, anh ta không nói lời nào, nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm về phía Tề Đẳng Nhàn, đáy mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Trong giây phút này anh ta bỗng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn rất thú vị, anh ta cũng muốn thử sức người trẻ tuổi vũ lực mạnh mẽ đến biến thái này có thật sự là nhanh hơn súng không. Từ An cười phá lên, ông ta nói, Mã Phó Đà Chủ, nếu Tề Tổng đã nói như vậy, đồng thời cũng kiên quyết đến thế rồi, vậy không bằng cứ để cậu ta thử sức xem sao. Vẻ mặt của Từ Dương cũng trở nên âm trầm, Tề Đẳng Nhàn rất lợi hại, thậm chí là lợi hại hơn cả súng. Anh ta rất muốn xem thử. Thằng danh này khinh người như vậy, không biết hôm nay hắn có bị đánh thành cái sảng không? Đến đây, đừng vòng vo nữa. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Bằng. Hắn chưa kịp nói dứt câu, thì bỗng một tiếng súng vang lên giữa đám người xung quanh sợ tới mức thét chói tai, trái tim như tan vỡ. Khi tiếng súng vẫn còn chưa vang lên thì Tề Đẳng Nhàn bỗng nghiêng đầu sang một bên,
viên đạn đó gần như là sượt qua tóc của hắn, trên không trung có vài sợi tóc tung bay, mang theo mùi vị cháy bỏng. Trong nháy mắt một chai rượu quý giá ở trên quầy rượu phía sau bể nát, rượu văng tung tóe ở khắp nơi. Mọi người không khỏi chấn động, đám người nhìn đông rồi lại nhìn tây, lúc này mới nhìn thấy Hoàng Sung đang đứng giữa đám người. Giờ phút này Hoàng Sung đang giơ tay phải lên, chĩa mũi súng về phía Tề Đẳng Nhàn. Hoàng Sung, cậu có ý gì? Mã Hồng Tuấn tức giận nói. Vừa rồi Tề Tổng đã nói, chúng tôi có thể ra tay bất cứ lúc nào, cũng không thể không được đánh lén. Hoàng Sung đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc. Mã Hồng Tuấn bị những lời này làm cứng họng, khuôn mặt đỏ bừng, ông ấy có chút bực bội, dùng súng thì thôi, đằng này còn chơi đánh lén, quả nhiên là không nói võ mồm mà. Tề Đẳng Nhàn vẫy tay không chút để bụng, lạnh nhạt nói, những gì tôi là sự thật, muốn đánh lén cũng được, dùng súng cũng không sao. Mã Hồng Tuấn không dự đoán được Tề Đẳng Nhàn sẽ nói như vậy, ông ấy mở to đôi mắt, tức giận đến phun máu, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói nên lời. Tự An cười ha ha nói, không sai, quả thật là vừa rồi Tề Tổng có nói như vậy. Hoàng Sung, cậu không cần phải khách khí, từ từ thưởng thức năng lực của Tề Tổng. Nhưng bây giờ trong lòng ông ta đã nặng trĩu. Dù sao phát súng không báo trước lời nào của Hoàng Sung lúc nãy cũng đã bị Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng né tránh. Một phát súng không có bất cứ báo động nào như vậy, cho dù là chiến binh trải qua trăm trận đánh, e rằng cũng bị phát súng đó bắn trúng. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại có thể nhẹ nhàng né tránh phát súng bắn lén đó. Hoàng Sung tách khỏi đám đông, chậm rãi bước ra, trong tay cầm một khẩu súng ngắn P250, anh ta nói, không ngờ vừa rồi anh lại có thể tránh được, tôi vốn nghĩ rằng phát súng đó có thể giết chết anh. Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn không cảm xúc cầm tờ quảng cáo của một quán rượu đêm, hắn trực tiếp vứt xuống mặt đất. Sau đó hắn dùng hai chân dẫm lên tờ quảng cáo. Anh có ý gì? Hoàng Sung thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngẩn người, anh ta nhíu mày hỏi. Tôi sẽ đứng trên tờ giấy này tránh khỏi viên đạn của cậu. Nếu hai chân rời tờ giấy này thì coi như tôi thua. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Sau khi Hoàng Sung nghe thấy lời này, anh ta càng ngây người, gần như không thể tiếp tục duy trì khí chất lạnh lùng. Anh ta khiếp sợ nói, anh đang nói gì vậy? Anh muốn đứng trên tờ giấy này để tránh viên đạn của tôi. Mọi người lần lượt hít sâu một hơi lạnh, đám người dùng ánh mắt nhìn kẻ điên mà nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn. Chiều dài của tờ giấy này chỉ có 30cm, chiều rộng cũng chỉ hơn 20cm, cả đôi chân đứng lên trên là gần như không còn đường sống. Thế mà Tề Đẳng Nhàn lại muốn đứng trên tờ giấy này để tránh viên đạn của Hoàng Sung, hơn nữa nếu hai chân rời khỏi tờ giấy này thì cứ coi như là hắn đã thua. Điều kiện như vậy không khỏi quá điên cuồng. Hoàng Sung dùng súng. Tề Đẳng Nhàn trốn khắp phòng, như vậy thì không khác nhau là mấy, nhưng hắn lại muốn đứng yên một chỗ để tránh đạn, quả thật là khiến người ta không dám tin. Không sai, Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nở kiss. Bây giờ Hân cực kỳ tin vào vũ lực của chính mình, hơn nữa cũng muốn đung phương thức này để kích thích bản thân không ngừng, khiến bản thân càng ngày càng tiến bộ. Từ sau khi trò chuyện với Dương Quan Quan về bối cảnh của chính mình trong quá khứ, thì ngọn lửa báo thù trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Thế nên trong lúc bất chi bất giác đã trở nên nóng vội hơn không ít. Tự An cười to nói, được được được, nếu Tề Tổng dám đưa ra điều kiện, thì đương nhiên chúng tôi đây sẽ không thể không đồng ý. Tôi đồng ý, tôi vô cùng tôn trọng thực lực của Tề Tổng, thế nên Hoàng Sung nhất định phải dùng hết sức lực để đối phó với cậu. Ha ha ha, đương nhiên Tự An rất mong muốn Tề Đẳng Nhàn tiếp tục tìm đường chết. Mã Hồng Tuấn tức giận đến mức suýt chút nữa đã dậm chân tại chỗ. Mắt thấy sắp nắm chắc phần thắng lợi, kết quả là Tề Đẳng Nhàn lại tự mình tìm con đường chết, còn muốn thử thách khó khăn là đứng trên tờ giấy để viên đạn của người ta. Mẹ nó, đúng là bị bệnh tâm thần. Mã Hồng Tuấn nhịn không được mà thầm mắng trong lòng, tức giận chịu không nổi. Hoàng Sung hít sâu một hơi, sau đó đứng yên trước mặt Tề Đẳng Nhàn, cách đứng 7 bước nói, anh nói trong vòng 7 bước, nắm đấm nhanh hơn súng. Vậy tôi sẽ tôn trọng anh, hơn 7 bước. Thì súng sẽ nhanh hơn. Sau khi nói xong lời này, anh ta khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn chăm chú vào các chỗ hiểm trên người Tề Đẳng Nhàn, giống như là đang suy nghĩ nên bắn viên đạn vào nơi nào. Tề Đẳng Nhàn làm màu dựa vào mấy bộ phim điện ảnh trong vòng 7 bước, nắm đấm nhanh hơn súng. Thế nên Hoàng Sung rất tôn trọng Tề Đẳng Nhàn, đứng cách hắn 7 bước, sau khi nói xong, anh ta còn lùi về sau một bước.
Bây giờ là cách 8 bước. Nếu cách 8 bước thì đương nhiên súng sẽ nhanh hơn. Súng nhanh hơn thì Tề Đảng Nhàn sẽ gặp nguy hiểm. Trên gương mặt Từ An lộ ra nụ cười hài lòng, quả thật là Tề Đảng Nhàn rất mạnh, đồng thời hắn cũng rất cuồng vọng, nhưng mà nếu ngông cuồng trước mặt một tay súng thiện xạ như vậy thì đúng là quá khinh người. Từ Dương xoa tay, ước gì Hoàng Sung có thể bắn chết Tề Đảng Nhàn ở trên đương trường, giải nỗi uất hận trong lòng anh ta. Tề Đảng Nhàn gật đầu, cảm thấy Hoàng Sung rất hiểu chuyện, cũng thật sự tôn trọng anh ta. Khẩu súng P250 này của cậu có tổng cộng 12 viên đạn, vừa rồi cậu đã bắn mất một viên đạn. Thế nên bây giờ cơ hội của cậu chỉ còn lại 11 viên đạn đó. Tề Đảng Nhàn đứng trên tờ giấy quảng cáo, lạnh nhạt nói. Hoàng Sung gật đầu trịnh trọng, nói, đúng vậy. Sau đó anh ta bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái của chính mình. Một tay súng ưu tú, thì cần phải biết điều chỉnh trạng thái của mình một cách hiệu quả. Khi chuẩn bị nổ súng, anh ta nín thở ngay lập tức, để cơ thể có thể tiến vào trạng thái ổn định nhất. Mã Hồng Tuấn không khỏi nuốt nước miếng đầy khó khăn, ông ấy chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát ngứa ngáy. Tề Đảng Nhàn đưa ra quyết định to gan như vậy, không khỏi khiến ông ấy cảm thấy lo lắng e sợ. Cho dù có là Diệp Phong người luôn tin tưởng Tề Đảng Nhàn, vào giờ phút này cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, thầm nghĩ quả thật là nhị đương gia càng ngày càng to gan, thế mà lại dùng phương thức như vậy để khiêu chiến một tay súng thiện xạ. Tên Hoàng Sung này là một bộ đội đặc chủng xuất ngũ cấp cao của quân đội nhà nước, có rất nhiều kinh nghiệm giết người bằng súng thật đạn thật trên chiến trường. Hơn nữa cậu ta đã đoạt giải nhất trong mấy cuộc thi đấu bắn súng, kỹ thuật bắn súng vừa nhanh vừa chính xác. Vũ khí thường dài để cầm tay, theo Tề Đảng Nhàn quan sát, loại vũ khí gọi là súng này dài như vậy cũng là dùng để cầm tay, nhưng mà dài quá mức rồi. Còn về đạn hạt nhân thì đã vượt qua phạm trù của con người, đó coi là một vấn đề khác. Sau khi Hoàng Sung điều chỉnh xong trạng thái của chính mình, lập tức anh ta mỉm cười nói với Tề Đảng Nhàn, chuẩn bị đi. Đến, Tề Đảng Nhàn vẫn chưa nói dứt câu, thì đã giật mình, một tiếng xoẹt vang lên, cánh tay phải khẽ co rút. Một viên đạn suýt chút nữa đã ghim vào cánh tay hắn nếu hắn không rụt cánh tay về ngay lập tức. Quả nhiên là động tác của Hoàng Sung rất nhanh, tốc độ của viên đạn vừa rồi, đúng là vượt xa dự kiến của Tề Đảng Nhàn. Hoàng Sung thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử co rụt lại, lập tức anh ta chuyển họng súng của mình sang bên khác, nhắm vào cánh tay trái của Tề Đảng Nhàn, anh ta bóp còi vang lên một tiếng bằng. Trong lúc anh kéo ta kéo còi, viên đạn vẫn chưa bị bắn ra, thì Tề Đảng Nhàn đã rút cánh tay trái trở lại, phát súng lần này lại bị hắn tránh thoát một lần nữa. Nhìn thấy Tề Đảng Nhàn liên tục tránh thoát được hai phát súng của Hoàng Sung nhanh như chớp, mọi người nhìn không được mà trợn mắt há hốc mồm. Đây còn là người nữa à? Ngay cả súng cũng bắn không trúng. Đương nhiên là Tề Đảng Nhàn không thể nhanh hơn tốc độ bay của viên đạn, chẳng qua là hắn nhanh hơn người dùng súng mà thôi. Bằng! Hoàng Sung nhắm vào chân trái của Tề Đảng Nhàn mà bắn không chút do dự. Nháy mắt chân trái của Tề Đảng Nhàn giống như đã biến mất khỏi không khí, trực tiếp co lên trên eo. Liên tục bắn trượt 3 phát súng, khiến Hoàng Sung không khỏi nhíu mày. Thậm chí trong lòng còn có một loại cảm giác trống vắng, rõ ràng là đã nhắm ngay mục tiêu, nhưng lần nào đối phương cũng có thể tránh thoát. Bằng, bằng, bằng. Hoàng Sung liên tục bắn ra 3 phát súng, 3 phát súng này đều nhắm chính xác vào ngực của Tề Đảng Nhàn. Ngực là vị trí dễ trúng đích nhất, bởi vì diện tích trúng đạn khá lớn. Cơ thể Tề Đảng Nhàn khẽ di chuyển, trong lúc mơ hồ, mọi người nhìn thấy hắn nghiêng qua bên trái một góc 60 độ. Sau đó trở về chỗ cũ trong nháy mắt. Cảnh tượng này đã vượt qua kiến thức vật lý, thậm chí là cả Newton cũng phải bật nắp quan tài lên để quan sát sự đáng nghi này. Bằng! Thêm một phát súng vẫn nhanh như chớp. Phát súng này của Hoàng Sung giống như là đang chơi trò bắn súng. Cánh tay anh ta run rẩy, sau đó bỗng trở nên căng thẳng trong nháy mắt, ngừng thở, chuẩn bị kéo cò. Nhắm chính xác vào đầu của Tề Đảng Nhàn. Phát súng này chắc chắn sẽ trúng. Anh rất giỏi, nhưng vẫn sẽ bị phát súng này của tôi bắn chết, đúng là rất đáng tiếc. Trong lòng Hoàng Sung lóe lên một ý nghĩ, nhịn không được mà thở dài thay cho Tề Đảng Nhàn. Sau khi tiếng súng vang lên, mọi người nhìn thấy cái đầu của Tề Đảng Nhàn đã biến mất. Ha ha ha, một phát súng cũng có thể khiến cái đầu biến mất nửa à? Viên đạn này làm bằng thứ gì vậy? Một phát súng có thể làm cái đầu của người ta biến mất? Không biết nữa. Vừa rồi tôi không nhìn thấy máu và não văng ra.
một vài người không kiềm được mà bật cười ha ha, cảm thấy rất vui khi phát súng của Hoàng Sung có thể bắn trúng cái đầu chó của Tề Đẳng Nhàn, thậm chí lực bắn mạnh đến mức cái đầu cũng biến mất. Nhưng cũng có số ít người cảm thấy nghi ngờ, bởi vì vừa rồi bọn họ không nhìn thấy cảnh tượng máu và não văng khắp nơi. Trong lòng Hoàng Sung có một loại cảm giác trống trải, điều này khiến anh ta phải lắc đầu, phát súng này của mình vẫn chưa bắn trúng hắn. Phụt! Tề Đẳng Nhàn bỗng chui cái đầu ra ngoài. Chẳng qua là lúc nãy hắn chui đầu vào ngực mà thôi, nếu nhìn thử thì bản thân giống như đã bị chặt đầu. Chuyện này, cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy rất ma quái, thậm chí có chút đáng sợ, giống như đang xem một bộ phim ma kinh dị. Người bình thường nào có năng lực chui rúc đầu vào ngực? Kích thích như khi bạn đang đi trên một con đường không rõ lý do, bỗng nhiên trước mặt có người xoay đầu lại một góc 180 độ. Hoàng Sung thả tay xuống chậm rãi. Anh ta không bóp còi, tuy rằng khẩu súng trong tay anh ta vẫn còn đạn nhưng anh biết rõ mấy phát súng tiếp theo của chính mình, chắc chắn sẽ không bắn trúng Tề Đẳng Nhàn. Hơn nữa, Tề Đẳng Nhàn vẫn đứng yên trên tờ giấy quảng cáo đó giống như khi nãy, thậm chí còn không dịch sang mặt đất bên cạnh dù chỉ một chút. Hắn làm theo đúng như lời mình nói, tuyệt đối sẽ không rời khỏi tờ giấy quảng cáo này. Mọi người cảm thấy vô cùng phấn khích, trận đấu này còn đặc sắc hơn hai trận đấu lúc nãy. Sắc mặt Từ An vô cùng khó coi, ông ta trầm giọng nói, Hoàng Sung, cậu còn đợi cái gì nữa? Cậu vẫn còn đạn, mau nổ súng giết chết cậu ta ngay. Nhưng Hoàng Sung lại lắc đầu, anh ta nói, đa chủ Từ, ông vẫn không nhìn thấy rõ cảnh tượng lúc nãy à? Súng của tôi không bắn trúng anh ta. Nháy mắt gương mặt Từ An trở nên trắng bệch, mọi không nhịn được mà run rẩy, biểu cảm trên khuôn mặt khó coi gần chết. Rốt cuộc ông ta không còn biện pháp để duy trì dáng vẻ và cảm giác áp bách của người đứng đầu như lúc vừa nãy. Mã Hồng Tuấn cười ha ha, ông ấy lớn tiếng nói, quả nhiên Tề Tổng là anh hùng vô song, ngoài bảy bước, thì cũng không thể làm được gì. Hay lắm hay lắm. Đôi mắt sáng như có ngôi sao đang bốc lên, bối cảnh của Tề Đẳng Nhàn không lớn, bản lĩnh của chính hắn cũng khiến người ta chú ý tới. Một người đàn ông như vậy rất dễ hấp dẫn được phái nữ. Sau khi Hoàng Sung tháo băng đạn của mình ra, sau đó anh ta chút từng viên đạn rơi xuống đất, còn dư lại 4 viên đạn. Tôi thua rồi, tôi tâm phục khẩu phục bản lĩnh của Tề Tổng. Hoàng Sung hít sâu một hơi rồi nói. Sau khi nói xong câu này, anh ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy ngạc nhiên. Mọi người cùng cảm thấy rất ngạc nhiên. Thua thì thôi, tại sao còn phải quỳ? Hoàng Sung là người dưới trướng của Từ An. Trông thấy Hoàng Sung quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn, quả thật là càng khiến Từ An mất mặt. Hoàng Sung, cậu đang làm gì? Từ An tức giận tới mức không kiềm chế nổi mà hỏi anh ta. Thua thì thua, quỳ làm gì? Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ mặt tràn đầy sự ngạc nhiên, không còn cách nào khác chỉ đành lắc đầu. Chẳng qua là Hoàng Sung nói rất nghiêm túc, xin Tề Tổng nhận tôi làm đồ đệ. Mọi người lấy lại tinh thần, thì ra tên này muốn bái sư. Từ An suy sụp ngồi xổm trên mặt đất, Hoàng Sung là tướng tài đắc lực của ông ta, thế mà bây giờ lại dám ở ngay trước mặt ông ta, bái Tề Đẳng Nhàn làm sư, vậy ông ta còn thể diện nào để mà sống nữa đây? Đồng thời cũng khiến ông ta có một loại cảm giác đau nhói vì mất phụ tá đắc lực. Không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại nói với vẻ vô cùng khó chịu, tại sao tôi phải thu nhận cậu làm đồ đệ? Không có ai ngờ tới việc Tề Đẳng Nhàn sẽ nói ra một câu như vậy. Hoàng Sung cũng không đoán được Tề Đẳng Nhàn sẽ nói như vậy. Dù sao anh ta cũng là một người có thực lực, nếu có thể nhận anh ta làm đồ đệ, cũng coi như có một người trợ lực. Tôi có thủ muốn báo. Hoàng Sung ngẩn người, nghẹn đến mức cả mặt đỏ bừng, sau đó mới kích động nói. Tề Đẳng Nhàn không cảm xúc nói, chuyện này liên quan đến tôi à? Hoàng Sung trợn tròn mắt, có ai từ chối người khác như vậy à? Dựa theo kịch bản. Thì hắn phải hỏi là, có thù gì muốn báo? Sau đó, anh ta sẽ kể mối hận thù sâu nặng của chính mình, tiếp theo đối phương sẽ xúc động nhận anh ta làm đồ đệ. Nếu anh không nhận tôi làm đồ đệ, vậy tôi không đứng lên. Hoàng Sung ấm ức nói. Vậy thì cậu cứ quỳ, Tề Đẳng Nhàn nhún vai, chẳng quan tâm mà thôi. Mọi người ồ lên, không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại từ chối một người tài cấp cao như Hoàng Sung. Dù sao trước đây người ta cũng là một bộ đội đặc chủng cấp cao của quân đội nhà nước, nếu nhận anh ta thì có thể làm được rất nhiều chuyện. Kết quả là Tề Đẳng Nhàn trực tiếp từ chối một cách vô tình.
Từ An căm hận liếc nhìn Hoàng Sung, hôm nay cảm thấy thể diện của bản thân đã mất sạch bởi vì thằng danh này. Mã Hồng Tuấn không kiềm được mà nhỏ giọng nói, Tề Tổng, Hoàng Sung là người rất có bản lĩnh, nếu cậu nhận cậu ta làm đồ đệ, để cậu ta dốc sức phục vụ cho cậu, thì chắc chắn rất tuyệt. Tề Đẳng Nhàn không vui nói, tôi có nhận đồ đệ không, hình như là không có liên quan đến thiếu đà chủ Mã. Nếu ông thích, thì để cậu ta bái ông làm sư đi. Mã Hồng Tuấn nghẹn đỏ cả mặt vì câu nói này của hắn, chỉ cảm thấy tên đứng trước mặt này đúng là khiến người ta tức chết mà không cần đền mạng, ông ấy vì tốt cho hắn, hắn lại khiến ông ấy đầy một bụng tức. Chính mình có ý tốt suy nghĩ cho hắn, kết quả là lại bày ra vẻ mặt thờ ơ như vậy, đúng là khiến người ta tức chết mà. Nếu không phải vì tôi đánh không lại cậu, khẳng định tôi sẽ đánh thành đầu chó. Trong lòng Mã Hồng Tuấn bực bội oán giận, im lặng lui về sau. Diệp Phong nghĩ thầm, thiếu đà chủ Mã không hiểu rõ con người của nhị đương gia, kỹ năng giỏi nhất của nhị đương gia là giễu cợt người khác. Người hiểu rõ tính cách của Tề Đẳng Nhàn như Diệp Phong, căn bản sẽ không lên tiếng vào lúc này, đến lúc đó người khó coi vì bị giễu cợt chính là mình. Tề Đẳng Nhàn đá văng tờ giấy quảng cáo dưới chân, quay đầu nói với Từ An, còn người có thể chiến đấu nữa không? Một người giỏi nhất, chứ đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Nếu lúc trước hắn nói những lời này, thì khẳng định sẽ bị mọi người chế nhạo, nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện vô cùng thần kỳ của hắn, không có ai hé răng nói nửa lời. Thế nào là toàn năng, đây chính là toàn năng. Đứng trên một tờ giấy quảng cáo nho nhỏ nhưng vẫn có thể tránh được bay phát đạn, quả thật là siêu nhân. Từ An quay đầu nhìn thoáng qua đám cấp dưới của mình, chỉ thấy bọn họ đều sợ hãi rụt rè, lập tức ông ta cảm thấy rất thất vọng. Hiển nhiên là thực lực của Tề Đẳng Nhàn đã làm những này sợ hãi, không có ai bước lên phía trước. Chúng ta đường đường là phân đà Long Môn, thế mà lại bị một thằng danh trẻ con này đánh đến mức không có người dám ra mặt. Trong lòng Từ An chỉ cảm thấy hoang đường, tức giận tới mức không đứng dậy nổi, chỉ có một loại cảm giác bất lực. Ông ta siết chặt nắm đấm, sau đó vứt điếu xì gà xuống đất, đứng dậy với gương mặt tối sầm, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong lời này, ông ta vung tay lên, đi về phía cánh cửa đầu tiên. Nhóm cấp dưới của Từ An liếc mắt nhìn nhau, sau đó cúi gầm mặt đầy nhục nhã, đi theo phía sau ông ta rời khỏi nơi này. Tiếng cười sang sảng của Mã Hồng Tuấn vang vọng toàn bộ quán ba ngay lập tức, ông ấy lớn tiếng nói, đà chủ Từ, ông khoan hãy đi. Lập tức bước chân của Từ An trở nên loạn choạng, suýt chút nữa đã té ngã xuống mặt đất. Nếu hôm nay không nhờ Tề Đẳng Nhàn, thì công ty vật liệu xây dựng Hồng Mã của Mã Hồng Tuấn sẽ phải đóng cửa, sau đó ông ta có thể từ từ chỉnh đốn Mã Hồng Tuấn. Đến lúc đó, ông ta có thể từng bước xâm chiếm thế lực phía sau của Mã Hồng Tuấn, có thể đá Mã Hồng Tuấn ra khỏi phân đà, từ đó ông ta sẽ hoàn toàn trở thành người nắm giữ quyền tổ chức trọng. Nhất định phải tìm cách diệt trừ Tề Đẳng Nhàn. Nghe nói thiếu đà chủ Văn Tư Thuận phân đà Long Môn ở Thượng Hải là một thiếu niên tài giỏi, đồng thời còn bái nham toái lưu một đại tông sư ở nước Bành Kiệt làm thầy, tuy rằng chỉ mới 30 tuổi, nhưng đã có thể xông pha khắp Đông Nam. Không bằng chúng ta mời thiếu đà chủ Văn Tư Thuận đến đây, để cậu ta đối phó Tề Đẳng Nhàn. Gương mặt Từ Dương âm trầm, anh ta nói với cha của mình. Đôi mắt Từ An phát sáng ngay lập tức, ông ta nói, ý tưởng này không tồi. Bây giờ bên phân đà Long Môn ở Thượng Hải đang đấu tranh giành quyền lực vô cùng kịch liệt, chúng ta đề nghị điều kiện với Văn gia, mời Văn Tư Thuận đến đây để giúp đỡ, khẳng định là cậu ta sẽ không từ chối. Thính lực của Tề Đẳng Nhàn rất kinh người, thế mà có thể nghe được hai cha con Từ An và Từ Dương thảo luận muốn mời ai đó về để đối phó với hắn. Nhưng mà đối với hắn mà nói thì cũng không sao, tới đây thì càng tốt. Một người tới giết một người, hai người tới thì giết hai người. Lúc này Hoàng Sung vẫn còn đang quỳ, cố chấp muốn Tề Đẳng Nhàn nhận anh ta làm đồ đệ. Tề Đẳng Nhàn không muốn quan tâm, vỗ mông chuẩn bị rời khỏi đây. Mã Hồng Tuấn giữ hắn lại, ông ấy nói, Tề Tổng à, đừng vội đi như thế, lúc này chúng ta mới hoàn thành việc lớn, không ăn mừng một bữa à. Tôi có gọi vài cô gái đến đây, cùng uống vài ly đi. Tề Đẳng Nhàn xua tay nói, thôi, tôi không thấy hứng thú. Lập tức Mã Hồng Tuấn nói với giọng điệu vô cùng đáng tiếc, vậy thì tiếc quá, mấy cô gái đó là con lai giữa Hoa Quốc và Tuyết Quốc, mới vừa đến công ty của tôi để tìm chỗ nương tựa, còn tươi mới vẫn chưa được ai hưởng thức. Hả, Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, dừng bước chân. Để tôi gọi người chở Tề Tổng về, Mã Hồng Tuấn nói. Thôi,
dù sao đây cũng là ngày đầu tiên tôi gặp Mã Tổng, không thể làm mất vui như vậy. Nếu Mã Tổng đã nhiệt tình mời tôi như vậy, tôi chỉ đành ở lại chung vui. Tôi không quan tâm đến những cô gái lai đó, chủ yếu là muốn uống rượu thôi. Trên mặt Tề Đẳng Nhàn lộ ra nụ cười sán lạn, xoay người nắm lấy tay Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn sửng sốt ngay lập tức, sau đó cười phá lên, ông ấy nói, được được được, hôm nay có thể chiêm ngưỡng tửu lượng cao của Tề Tổng. Trương Nhu đứng ở một bên không khỏi nhẹ nhàng hừ một hơi từ lỗ mũi, cô ta khịt mũi khinh thường, đàn ông đều là một loại chim. Diệp Phong lúng túng nói, Tiểu Nhu, em đừng vơ đũa cả nắm như vậy. Vừa ngồi xuống không được bao lâu, Mã Hồng Tuấn đã gọi các cô gái ra ngoài, một nhóm người đẹp da trắng chân mặc váy ngắn và mang tất chân màu đen, khuôn mặt xinh đẹp lanh lợi như có thể véo ra nước. Có thể nói là xinh đẹp hơn những hot girl nổi tiếng trên mạng rất nhiều, kết hợp với vẻ đẹp cổ điển của con gái Hoa Quốc, cộng thêm dáng người cao gầy và tính cách của con gái Tuyết Quốc, quả thật là rất hoàn hảo. Hai cô ngồi xuống bên cạnh Tề Tổng đi, từ từ uống với Tề Tổng hai ly. Tề Tổng là quý nhân của Mã Hồng Tuấn này, có ơn lớn vô cùng. Sau này Tề Tổng có chuyện gì thì chỉ cần nói một tiếng. Mã Hồng Tuấn cười nói sang sảng, duỗi tay chỉ hai cô gái xinh đẹp nhất ngồi xuống bên cạnh Tề Đẳng Nhàn. Hoàng Sung đã yên lặng bò lên thân nhìn Tề Đẳng Nhàn, lộ ra vẻ mặt không biết nói gì, cảm thấy phong phạm cao nhân của đối phương đã biến mất trong nháy mắt. Tề Đẳng Nhàn biết ý tưởng của hắn, có lẽ là đến để dạy dỗ hắn. Ai nói phong phạm của cao nhân là cứ phải bắt chẹt người khác, có thể hay không bình thường như này. Tới đây, anh Tề, lần đầu gặp mặt chúng ta kính ngươi một ly. Hy vọng sau này có thể được giúp đỡ nhiều hơn. Người con gái trẻ tuổi cao gầy bên cạnh mang theo thái độ làm khách cầm chén rượu lên tới kính rượu Tề Đẳng Nhàn. Mã Hồng Tuấn cười nói, anh Tề thích không? Nếu là thích, hôm nay có thể đưa đi. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, thích hay không cũng không quan trọng. Hôm nay ta tới chủ yếu là để uống rượu. Hiểu rõ, hiểu rõ. Mã Hồng Tuấn liên tục nói. Có nhiều gái đẹp như vậy có tên đàn ông nào không nghĩ đến uống rượu sao? Không thể không nói, giá trị cùng dáng người của con lai thật đúng là có thể làm nhiều người bình thường đổ gục ngay lập tức. Vẻ đẹp kết hợp chung ngoại này không phải dựa vào thay đổi là có thể được. Tề Tổng, theo hiểu biết của ta, Từ An cũng không phải dạng người nguyện ý bỏ qua chuyện gì. Lần này ít nhiều nhờ ngươi ra tay, lúc này mới có thể giữ được vật liệu xây dựng cho Hồng Mã ta. Ngươi phải cẩn thận bị hắn trả thù. Mã Hồng Tuấn cầm chén rượu chạm với Tề Đằng Nhàn sau đó nhắc nhở nói. Tề Đằng Nhàn ngữ khí điềm đạm nói, ta vừa mới nghe được bọn họ đang tính tìm người đối phó ta. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc hỏi, bọn họ tìm ai? Tề Đằng Nhàn lắc đầu trả lời, không biết, dù sao là ai thì cũng không quan trọng. Mã Hồng Tuấn dừng một chút, lúc này dù chỉ một chút hắn cũng không cảm thấy Tề Đằng Nhàn đang khoác lác, người ta là chim sẻ mổ mông trâu, thực lực rất mạnh nên căn bản không cần thổi. Tề Đằng Nhàn tiếp tục nói, ta vừa nghe được một chút, hình như là chuẩn bị mời một người nào đó ở Ma Đô. Ma Đô sao? Lông mày Mã Hồng Tuấn nhíu lại, sao cả người run sợ. Diệp Phong cũng không khỏi trần giọng nói, sẽ không phải là mời người ở chi nhánh Long Môn tại Ma Đô chứ? Ta nghe nói thiếu chủ của chi nhánh Long Môn Cấu Tứ Thuận có thể được gọi là thiếu niên tông sư, là cao thủ có thể quét ngang vùng duyên hải Đông Nam. Mã Hồng Tuấn sắc mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, hắn chính là một siêu cấp thiên tài thực thụ, bái đại tông sư Nham Toái Lưu làm thầy, cả người vũ lực vô cùng cao. Diệp Phong nhắc nhở Tề Đằng Nhàn, nếu như thật sự mời Cấu Tứ Thuận đến, nhị đương gia ngài vẫn nên làm một chút tâm ý nhỏ, người này đoán chừng không yếu hơn ngài. Tề Đằng Nhàn tự nhiên biết trên thế giới không thiếu thiên, cũng biết núi cao còn có núi cao hơn, chỉ là, hắn cũng không quan tâm. Hắn được dạy qua, tâm luôn tự tin vô địch là quan trọng nhất. Tề Đằng Nhàn hỏi, các người không thấy mấy em gái này xinh đẹp sao? Tất nhiên là có, Mã Hồng Tuấn và Diệp Phong sửng sốt, không hiểu tại sao Tề Đằng Nhàn hỏi bọn hắn một câu không liên quan như vậy. Tề Đằng Nhàn hỏi tiếp, chân không dài sao? Dài. Hai người họ lại được một phen bất ngờ. Tề Đẳng Nhàn hỏi, nếu có mấy em gái đẹp như vậy, tại sao còn muốn nói những chuyện làm mất hứng? Hai người im lặng không còn biết nói thêm cái gì. Lại uống rượu thêm một lúc sau, điện thoại Tề Đẳng Nhàn vang lên, hắn nhìn thấy người gọi ghi là Phúc Bá nên lập tức đồng ý. A Phúc nghe được bên kia đã nghe máy, vội vàng nói, Tề Tổng,
có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Tề Đẳng Nhàn nhìn đồng hồ, lúc này đã rạng sáng, tìm hắn sớm như vậy rốt cuộc có chuyện gì? Tề Đẳng Nhàn hỏi, làm sao vậy Phúc Bá? Tiểu thư vẫn luôn làm việc, vừa rồi chảy máu mũi, ta khuyên cô nghỉ ngơi ngơi nhưng cô ấy không nghe, ngươi nhanh qua đây khuyên một chút đi. A Phúc vô cùng lo lắng nói ra. Hướng Đông Tình là một người cuồng công việc, đặc biệt thời gian gần đây, làm việc vô cùng cố chấp có chút kỳ lạ, chưa thấy cô ấy chợp mắt dù chỉ một ngày. Hôm nay từ sau khi trở về vẫn luôn làm việc không ăn cơm, cũng không ngủ. Lúc A Phúc định đưa cho cô nước ấm thì phát hiện máu mũi cô đang chảy ra. Nhưng Hướng Đông Tình cũng chỉ lau đi sau đó tiếp tục làm việc. A Phúc khuyên một hồi, nước mắt cũng đã rơi xuống nhưng Hướng Đông Tình không nghe, vẫn như cũ làm theo ý mình. Hắn không còn cách nào đành gọi cho Tề Đẳng Nhàn. Dù sao Tề Đẳng Nhàn là người đầu tiên Hướng Đông Tình đưa tới nhà ăn cơm. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói, cô ta muốn tìm chết vậy cứ để cô chết đi. A Phúc suýt chút nữa thì khóc, nói, Tề Tổng, ta xin ngươi, giúp ta lần này đi. Nếu có người có thể khuyên cô thì người đó nhất định là ngươi. Tề Đẳng Nhàn không khỏi thở dài, được rồi, Phúc Bá, ngươi chờ một lát, ta bây giờ đến. Nói xong Tề Đẳng Nhàn bỏ chén rượu trên tay xuống. Tề Đẳng Nhàn nói, Mã Tổng, Diệp Phong, ta có việc ở chỗ khác, hai người cho xe đưa ta đi một lát. Tề Tổng phải đi rồi sao? Sao không uống thêm hai ly nữa đi? Cô gái hỗn huyết kéo tay Tề Đẳng Nhàn nói. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói, lần sau. Mã Hồng Tuấn nhìn bộ dạng của Tề Đẳng Nhàn trong lòng bội phục, đây mới là dáng vẻ của người thật sự làm chuyện lớn. Lúc chơi có thể thoải mái nhưng khi có chuyện chính có thể lập tức bỏ tất cả để đi làm việc, có dụ dỗ cũng không được. Hai cô gái xinh đẹp kia không khỏi thất vọng, Tề Đẳng Nhàn rõ ràng là đại lão đáng giá nịnh bợ, vốn tưởng rằng hôm nay có hội nịnh bợ để đi lên nào ngờ người ta lúc này lại muốn rời đi. Cô gái này trong mắt như toát ra ngôi sao, cười nói, lưu số điện thoại nha, lần sau ta lại mời ngài uống rượu. Có duyên gặp lại, ta và Mã Tổng là bạn. Nếu có cơ hội gặp được thì nói tiếp. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng trả lời. Hai cô gái xinh đẹp càng thêm thất vọng, phương thức liên lạc cũng không lấy được, đây là bị vứt bỏ rồi sao? Mã Hồng Tuấn cười nói, về sau lúc ta mời Tề Tổng uống rượu sẽ gọi hai người tới, đừng thương tâm. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, Mã Hồng Tuấn cùng Diệp Phong cũng vội vàng đưa tiễn. Chờ đến khi hắn hoàn toàn lên xe, Mã Hồng Tuấn đứng ở chỗ một gốc cây. Diệp Phong cười ha hả hỏi, Mã Tổng thấy thế nào? Có đánh giá gì không? Người này, Mã Hồng Tuấn chéo chép miệng, cười khổ nói. Vừa mới nghe Tề Đẳng Nhàn nói phải rời đi, mỹ nữ hỗn huyết lúc đấy đã giữ lại, hắn còn tìm cớ nói gì chủ yếu đến là uống rượu, kết quả bây giờ có việc phải đi, hai cô gái xinh đẹp kia muốn xin phương thức liên lạc, hắn trực tiếp không cho. Mã Hồng Tuấn xem những hành động này. Hai cô gái xinh đẹp như vậy đưa tới cửa hắn từ chối không được có lẽ sẽ đi làm việc chính trước nhưng tại sao không cho phương thức liên lạc. Tề Đẳng Nhàn ngồi xe đi tới nhà Hướng Đông Tình. A Phúc chờ ở cửa, nửa đêm nhiệt độ không khí giảm mạnh, vô cùng lạnh. Ông ấy đứng ở cửa ôm hai tay dậm chân liên tục, run bần bật nhìn thấy vậy, Tề Đẳng Nhàn thấy có chút đau lòng. Hướng Đông Tình cũng quá kỳ cục, vậy mà để cho ông nhọc lòng vì cô như vậy, đi dậy dỗ lại cô. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, đẩy của xe đi ra. A Phúc nhìn thấy Tử Đẳng Nhàn lập tức đi lên, nói, Tề Tổng, nhanh nhanh nhanh, cùng ta đi vào trong. Hướng Đông Tình là người rất giỏi, trong mắt nhiều người, cô là người có thể vượt qua cái chết của cha mẹ để tranh quyền ở trên hội đồng quản trị. Cô có thể nói ra cha mẹ là được hỏa táng, sẽ không phải chịu đựng lời nói của những con người máu lạnh này. Trong mắt nhiều, cô là người cố chấp, vẫn giữ tập đoàn Hướng Thị. Phát triển lớn mạnh, giống như tập đoàn Hướng Thị trở thành thứ kéo dài sinh mệnh cha mẹ cô. Chỉ là, ở trong mắt Tề Đẳng Nhàn, Hướng Đông Tình làm như vậy là ấu trĩ. Không sai, chính là ấu trĩ. Hắn lớn lên ở U Đô Giám Ngục, Tam Giáo Cửu Lưu, các loại đầu trâu mặt ngựa hắn đều đã từng thấy qua, những chuyện xưa nhân vật cực kỳ bi thảm hay cảm động trời đất hắn cũng được nghe nhiều. Hướng Đông Tình vì cái chết của cha mẹ không cách nào tự kiềm chế. Cô cố chấp cho rằng tập đoàn Hướng Thị là tài sản duy nhất cha mẹ để lại cho cô nên cô cần phải phát triển tập đoàn Hướng Thị thật tốt. Cô chưa bao giờ suy nghĩ qua, cha mẹ cô kỳ vọng lớn nhất với con mình là có thể sống một cách vui vẻ chứ không phải mệt mỏi như vậy. Tề Đẳng Nhãn cũng gánh vác một số thứ,
nhưng hắn không ép chính mình ngày nào cũng phải luyện công khổ cực, mà là có thể tranh thủ thời gian thư giãn. Nói cho người khác biết những cực khổ của mình trong quá khứ, sau đó để cho đối phương hiểu chính mình đồng tình với mình sao? Chìm đắm trong quá khứ bi thương, tự tạo cho mình một loại khí chất đau buồn mang cảm giác xuân đi thu tới sao? Đối với người được cho hung thần dựa vào nắm đấm cứng cỏi đánh đến U Đô giám ngục mà nói thì chuyện như vậy không bao giờ xảy ra. Theo Tề Đẳng Nhàn, chuyện hiện tại hướng đồng tình nên làm chính là quý trọng A Phúc, chỉ duy nhất ông là người toàn tâm toàn đối tốt với cô. Cho nên cô hẳn là nên hiểu chuyện một chút, không nên làm A Phúc lo lắng thân thể cô có vấn đề. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy chính mình nên dạy bảo hướng đồng tình một chút. Nếu muốn dạy cô, vậy việc đầu tiên là phải gặp được cô. Cho nên hắn đi tới đây. Sau đó hắn đi vào trong phòng của hướng đồng tình. Hứa Đông Tình đang dựa ở bàn làm việc, đôi mắt đã mỏi đến mức đỏ bừng lên, mái tóc rối tung lên, ở trên còn cài một cây bút chì, cô cố chấp lẩm bẩm một mình, trên kế hoạch như tằm ăn lên. Từ liên minh thương nghiệp từng bước tinh vi vươn lên. Giờ phút này hướng Đông Tình đang mặc áo ngủ, đầu bù tóc rối, dù cho ai nhìn chắc chắn cũng không thể tin được cô là người cầm lái của tập đoàn Hướng Thị. Hướng Đông Tình nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt vừa nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt cô tối sầm lại, tức giận quát lớn, sao ngươi lại tới đây? Cút ra ngoài ngay cho ta. Giọng của cô có chút khàn khàn, giống như có cát sỏi đọng lại ở trong cổ họng cô. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu tấm tắc nói, Hướng Tổng, hôm nay nhìn cô thật là không nhận ra. Hướng Đông Tình lạnh lùng nói, ta cần ngươi nhìn sao? Phúc bá, ngươi đang ở đâu, ngay lập tức đuổi tên này ra ngoài cho ta. Tề Đẳng Nhàn đi đến trước mặt cô. Duỗi tay trực tiếp ấn notebook xuống, bên ngoài lộ dáng vẻ cười nhưng không phải cười nói, cô cần phải nghỉ ngơi. Hướng Đông Tình khinh thường nói, thân thể của ta tự hiểu rõ, không cần ngươi đến giả vờ quan tâm. Ngươi không phải là để ý đến chỗ kia được ngươi đầu tư 500 triệu sao? Tề Đẳng Nhàn ấn tay ở trên notebook nhàn nhạt đáp lại, tất nhiên là ta có để ý, nói cái khác, cô cảm thấy ta tại sao sẽ quan tâm đến cô, kẻ điên luôn làm người khác khó chịu. Đôi mắt hướng Đông Tình giống như càng đỏ hơn, có chút tức giận, trên mặt nở một nụ cười lạnh lẽo khiếp người. Hướng Đông Tình nói tiếp, 500 triệu kia của ngươi, một đồng sẽ không thiếu, nên trả ngươi không sẽ trả đủ. Bây giờ rút lại sự quan tâm giả dối của ngươi rồi cút khỏi nhà ta. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, hờ hững đáp, cô cho rằng ta rất quan tâm cô sao. Nếu không phải Phúc Bá gọi điện thoại tới một mực lo lắng tình trạng của cô ta cũng sẽ không tới. Hướng Đông Tình cả giận nói, nhiều chuyện. Lời nói của cô bị Tề Đẳng Nhàn nghe thấy. Hắn có chút không vui, nói, Phúc Bá là người gần cô nhất trên thế giới này, cũng là người quan tâm cô nhất, cô không nên nói những lời tổn thương người như vậy. Hướng Đông Tình cười khẩy nói, làm sao nào, Tề Tổng đầu tư cho ta 500 triệu mễ kim thì có thể quản cách nói chuyện của ta sao? Tề Đẳng Nhàn nhìn Hướng Đông Tình, ánh mắt lạnh lẽo mang một chút ý không kiên nhẫn. Hướng Đông Tình nhìn thẳng vào Tề Đẳng Nhàn, ánh mắt tràn đầy sự lạnh nhạt và bướng bỉnh. Bọn họ giống như ai cũng không thể thuyết phục người kia. Khi ngôn ngữ không cách nào phát huy tác dụng thì khi đó bạo lực bắt đầu trở thành biện pháp được sử dụng. Vì vậy nên Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ muốn dùng bạo lực. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn hỏi lại, cô chắc chắn không đi nghỉ ngơi phải không? Hướng Đông Tình đã nhấc tay hắn lên mở notebook ra lần nữa. Cô bây giờ lười nói chuyện tiếp. Tề Đẳng Nhàn duỗi tay một chút sau đó lấy cái bút chì trên tóc cô xuống. Hướng Đông Tình tức giận đến tím mặt, cái bút chì này giống như đồ vật vô cùng quan trọng của cô, ngoại trừ cô ra thì không ai được động vào. Hướng Đông Tình tức giận cũng không ngoài dự tính của Tề Đẳng Nhàn, bởi vì Hướng Đông Tình lúc nào cũng mang theo cây bút chì này. Rất rõ ràng cây bút chì này đối với cô có một ý nghĩa đặc biệt nào đó mà khó có thể tưởng tượng được. Trả lại cho tôi, Hướng Đông Tình phẫn nộ tiếp tới, toàn thân vậy mà tản ra một loại sát khí đáng sợ. Nhưng cái này không thể dọa được Tề Đẳng Nhàn, dù có giống hơn thì cũng chỉ là giống mà thôi, nói chung vẫn là một người con gái yếu đuối. Nhưng hắn lại quên một chuyện, là con người cũng có hàm răng. Cho nên hắn nhẹ nhàng giữ được Hướng Đông Tình, lại bị Hướng Đông Tình hung hăng cắn một cái. Cô là chó sao, Tề Đẳng Nhàn giận tím mặt. Hung hăng đánh một cái vào mông Hướng Đông Tình. Một cú đánh này hắn không có lưu thủ, đánh một tiếng ầm một chút, thân thể Hướng Đông Tình suýt chút từ mặt đất nhảy lên.
Trong miệng cô phát ra một tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn. Bảo cô nghỉ ngơi cho tốt mà không nghe lời. Sao cô lại không hiểu chuyện làm cho Phúc Bá lo lắng cho cô? Tề Đẳng Nhàn hôm nay vốn dĩ bị thái độ của Hướng Đông Tình làm cho khó, hơn nữa còn bị cắn một cái, đó chính là đổ thêm dầu vào lửa. Hắn giơ tay của mình lên đưa hướng tới Hướng Đông Tình trên mặt bàn, sau đó đánh vào mông cô mấy lần. Cái này rất giống với người lớn dạy dỗ con cái của mình khi chúng không nghe lời. Hướng Đông Tình cũng chưa bao giờ nghĩ tới, đời này của mình vậy mà bị một người con trai ấn trên bàn dạy dỗ như đứa trẻ. Mấy bàn tay kia đánh xuống, đau đến mức da thịt cô giống như nứt ra, nước mắt bắt đầu chảy ra. Trong miệng cũng phát ra những tiếng gào thét thông khổ trong vô vọng. Cho cô nghỉ ngơi là vì muốn tốt cho cô thì cứ giúp vào mấy cái vấn đề không thể giải quyết đó. Tề Đẳng Nhàn đánh xuống, đến mức Hướng Đông Tình nằm liệt trên mặt bàn, đôi chân dài run rẩy, thậm chí có chút đứng không vững, cả người trượt xuống. Hướng Đông Tình bị Tề Đẳng Nhàn đánh đến phát khóc, nhưng khóc cũng không quá thảm thiết, âm thanh rất nhỏ mà nước mắt rất nhiều. Tề Đẳng Nhàn nói, bây giờ đã biết tôi lợi hại chưa? Không phải ai cũng sẽ quan tâm cô. Ít nhất tôi sẽ không. Hướng Đông Tình trong miệng phát ra tiếng khóc, ngay sau đó cả người không kìm nén được khóc giống lên. Đau đớn chỉ dẫn đường cho cô khóc, cuối cùng khiến cô khóc thành tiếng là thời gian dài phải mang theo gánh nặng trên vai và áp lực cuộc sống cho cô sự thống khổ. Hướng Đông Tình đang khóc, Tề Đẳng Nhàn ở bên cạnh nhìn. Chú Phúc ngoài cửa nghe được động tĩnh vừa rồi thì không khỏi thấy lo lắng. Có điều... Nếu cô ta đã gọi Tề Đẳng Nhàn tới thì ông ấy tin tưởng hắn là được. Ông ấy tin rằng Tề Đẳng Nhàn là người đàn ông đầu tiên được Hướng Đông Tình dẫn về nhà thì tất nhiên hắn sẽ có điểm đặc biệt. Tôi biết cô rất mệt mỏi và áp lực, tuy nhiên, cô đừng sống mãi trong quá khứ rồi tự dằn vặt bản thân nữa. Thời gian không ngừng tiến về phía trước, cuộc sống cũng vậy. Chúng ta luôn phải nhìn về phía trước. Giọng nói Tề Đẳng Nhàn ấm áp, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hướng Đông Tình. Sau đó đưa khăn giấy cho cô ta. Hướng Đông Tình xấu hổ nằm sấp trên bàn làm việc quả thực không được đẹp cho lắm, thậm chí trông cô ta còn rất nhếch nhác. Không ai có thể ngờ rằng bà chủ lớn của tập đoàn Hướng Thị lại có dáng vẻ nhếch nhác như vậy. Cô ta nằm sấp trên bàn khóc giống lên, lại còn để một người đàn ông đánh một trận. Tề Đẳng Nhàn tiếp tục nói, cha mẹ cố gắng tạo điều kiện tốt là để chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Họ chưa bao giờ trông chờ người ta nhớ kỹ sự nghiệp của mình mà chỉ mong đứa con của mình có thể sống vui vẻ khỏe mạnh. Hướng Đông Tình nghẹn ngào nói, ai mà chẳng nói được những lời như vậy. Anh chưa từng trải qua đau đớn mất đi gia đình thì đừng nói những lời châm chọc như thế. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười, nói, đúng vậy, chưa trải qua đau khổ của người khác thì đừng khuyên làm gì. Có điều, không phải chính chúng ta mới có thể quyết định mình sống cuộc sống thế nào sao? Ít nhất cũng đừng để mình sống mệt mỏi như vậy. Cô nên quý trọng chú Phúc, ông ấy già rồi, cô không nên để ông ấy lúc nào cũng lo lắng cho cô nữa. Sau khi nói xong, Tề Đẳng Nhàn vươn tay, kéo Hướng Đông Tình từ trên bàn lên. Dáng vẻ cô ta nằm sấp trên bàn thật đúng là khiến người ta suy nghĩ lung tung. Cô nhất định phải nghỉ ngơi, Tề Đẳng Nhàn lặp lại lần nữa. Hướng Đông Tình trầm mặc, vươn tay. Trả lại cây bút cho tôi. Một lúc lâu sau, cô ta mới lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn đưa cây bút vào trong tay cô ta rồi cười nói, tôi cảm thấy dáng vẻ cô không buộc tóc hình như càng đẹp hơn. Hướng Đông Tình đương nhiên không quan tâm hắn thấy đẹp hay không. Phụ nữ chỉ trang điểm vì người mình yêu, hiển nhiên Tề Đẳng Nhàn không phải, thậm chí cô ta còn có chút căm ghét hắn. Hướng Đông Tình không chút do dự cắm cây bút vào búi tóc sau đầu. Tề Đẳng Nhàn nhìn búi tóc quen thuộc thì thấy tẻ nhạt chán ngán. Tôi muốn nghỉ ngơi, có thể mời anh ra khỏi phòng tôi không? Hướng Đông Tình lau nước mắt trên mặt mình, sau đó lạnh lùng nói. Tôi muốn nhìn cô nghỉ ngơi, sau khi chắc chắn cô ngủ rồi thì tôi mới rời khỏi phòng. Tề Đẳng Nhàn nói. Hướng Đông Tình tức giận đến mặt đỏ bừng lên, có người được voi đòi tiên như vậy sao? Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói, cho nên, nếu như cô thật sự không muốn bị đánh nữa thì tốt nhất cô nên ngoan ngoãn lên giường nghỉ ngơi đi. Hướng Đông Tình tức giận không chịu được, nhưng đau đớn trên mông vẫn khiến cô ta lựa chọn nhượng bộ. Vì thế, cô ta yên lặng đến bên giường, xoay người nằm lên rồi đắp chăn. Tề Đẳng Nhàn thoải mái ngồi xuống ghế, cứ trông chừng Hướng Đông Tình ngủ như vậy. Hướng Đông Tình vốn định kiên trì không ngủ để Tề Đẳng Nhàn ngồi thức cả đêm,
khiến hắn mệt chết. Nhưng mà, cô ta thật sự quá mệt mỏi, vừa nằm lên giường lớn thoải mái, mí mắt bắt đầu không ngừng đánh nhau, ánh mắt cũng trở nên mơ màng. Sau đó, cô ta mạnh mẽ lắc đầu hai lần và buộc mình phải tỉnh táo lại. Thật đúng là một người phụ nữ bướng bỉnh, tình nguyện để mình chịu khổ cũng phải kéo người khác khổ hơn. Cũng đến lại, Tề Đẳng Nhàn nhìn, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu. Hắn uống không ít rượu, hơn nữa vừa rồi còn đánh cô ta, cho dù tinh thần hay thể lực cũng đã tiêu hao rất nhiều. Hai người cứ như vậy kéo dài khoảng một tiếng, dù sao cũng không biết ai không kiên trì được trước. Lúc A Phúc mở cửa ra, ông ấy nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang tựa vào ghế ngủ thiếp đi, hướng Đông Tình thì nằm trên giường ngủ rất ngon. Ông ấy không khỏi vui mừng cười cười, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn thật sự là một người trẻ tuổi khá tốt, nếu như hắn có thể ở cùng một chỗ với Hướng Đông Tình thì tốt rồi. Ông ấy cũng có thể nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi dã rời. Ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhàn từ trên ghế tỉnh lại, cảm thấy cả người hơi uể oải. Dù sao, hắn ngồi ngủ mấy tiếng như thế nào cũng sẽ không thoải mái. Hắn nhìn Hướng Đông Tình nằm trên giường ngủ tay chân dang rộng, trong lòng như có một ngọn lửa. Chính mình thấy khó chịu mà người phụ nữ này lại thoải mái như vậy. Tư thế ngủ thật khó coi. Tề Đẳng Nhàn nhìn không được cười lạnh, đứng dậy, đong đưa cơ thể. Cột sống của hắn bắt đầu phát ra từng tiếng giòn vang giống như tiếng pháo nổ. Tề Đẳng Nhàn rời khỏi phòng Hướng Đông Tình, A Phúc nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy tới, cười nói với hắn, Tề Tổng, hôm qua anh vất vả rồi, tôi thật sự muốn cảm ơn anh rất nhiều, đã lâu rồi tiểu thư chưa được nghỉ ngơi như vậy. Chuyện nhỏ mà thôi, cô ta chính là quá tùy hứng, chú đừng nuông chiều cô ta. Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái, thản nhiên nói. A Phúc cười cười, nói, Tề Tổng, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng, mời anh dùng xong rồi hãng đi. Tề Đẳng Nhàn không khách khí, sau khi ăn xong bữa sáng mới rời đi. Hướng Đông Tình ngủ đến gần trưa mới tỉnh, ngay khi vừa mở mắt ra, cô ta cảm thấy sảng khoái, đầu óc mơ hồ và cơ thể mệt mỏi cũng đều được quét sạch không còn. Chẳng qua, mông vẫn hơi đau, thậm chí còn khiến cô ta suýt ngã khi bước xuống đất. Tiểu thư, cô tỉnh rồi à? Tề Tổng đã rời đi rồi. A Phúc mỉm cười nói. Ồ, hắn đi khi nào? Hướng Đông Tình nhịn không được hỏi. Mới sáng sớm, A Phúc nói. Hướng Đông Tình nhíu mày nói, tối hôm qua hắn không đi. A Phúc nói, ngủ một đêm trên ghế, sáng nay hắn còn oán giận với tôi là hơi đau lưng. Hướng Đông Tình nghe nói như vậy, khóe miệng cười đắc ý, không biết vì sao khi nghe được Tề Đẳng Nhàn chịu khổ, cô ta ngược lại rất vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười của Hướng Đông Tình, A Phúc thấy lòng mình được an ủi, mỉm cười nói, Tề Tổng là một người tốt. Hắn tốt, hắn chính là một tên rác rưởi, lưu manh đáng khinh mà thôi. Hướng Đông Tình khinh thường nói. Vốn cảm nhận của cô ta với Tề Đẳng Nhàn không tệ, dù sao tập đoàn Hướng thì có thể tiếp tục kiên trì đều nhờ công lao của hắn. Nhưng bây giờ, không biết vì sao, cô ta lại thấy rất chán ghét hắn. A Phúc nói, vậy sau này tôi sẽ không mở cửa cho hắn nữa. Khóe miệng Hướng Đông Tình giật giật, trầm ngâm một lát mới nói, không cần, hiện tại hắn là đối tác quan trọng nhất của tôi, cũng không thể không cho hắn mặt mũi. A Phúc cười cười, nói, tôi biết rồi. Hôm nay, tinh thần Hướng Đông Tình rất tốt nên tâm trạng dường như cũng không tệ, ngay cả cháo đậu xanh mà cô ta cũng ăn hai bát. Nhìn Hướng Đông Tình tươi sáng trở lại, tâm trạng A Phúc như trấn an, ông ấy cũng rất cảm kích Tề Đẳng Nhàn. Mà người được Hướng Đông Tình gọi là lưu manh rác rưởi Tề Đẳng Nhàn vừa đến công ty, hắn lập tức nhận được một bản lý lịch Dương Quan Quan đưa tới, nói là có người xin việc. Tề Đẳng Nhàn tập trung nhìn, không khỏi ngẩn người. Đồ ngốc này còn đuổi theo đến tận công ty. Sơ yếu lý lịch là của Hoàng Sung, anh ta đến Tiên Lai Capital để nộp đơn xin việc. Những người có quá khứ lẫy lừng như Hoàng Sung sẽ được chào đón khi đi xin việc ở bất kỳ công ty nào. Cho nên, Dương Quan Quan cũng không dám tự tiện chủ trương mà đưa ngay sơ yếu lý lịch đến bàn làm việc của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy Hoàng Sung này thật sự thông minh. Hôm qua mình mới từ chối anh ta, thế mà hôm nay anh ta lập tức chạy đến công ty ứng tuyển. Không được nhận vào, Tề Đẳng Nhàn nói. Tại sao không được nhận? Dương Quan Quan sửng sốt. Cô ta thấy người này là nhân tài mà không được nhận thì khá khó hiểu. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi là ông chủ mà cần phải nói lý do cho một thư ký như cô sao? Dương Quan Quan lập tức nổi giận,
nói, ông chủ cũng không thể chuyên quyền độc đoán như vậy, nếu không, anh cần thư ký như tôi làm gì? Công ty cần nhân tài như Hoàng Sung này, anh phải cho tôi một lý do mà anh không chấp nhận, tôi sẽ trả lời anh ta. Tề Đẳng Nhàn cũng bốc hỏa, tức giận nói, tôi nói không tuyển là không tuyển, không thì tự cô mở công ty tuyển anh ta đi. Dương Quan Quan nghiến răng nghiến lợi nhìn Tề Đẳng Nhàn, không cam lòng yếu thế nói, không được, anh nhất định phải cho tôi một lý do chính đáng. Anh ta là một nhân tài hiếm có, không thể bỏ lỡ như vậy. Tề Đẳng Nhàn không khỏi thở dài, nói, được rồi, cô thắng. Anh ta muốn bái tôi làm thầy, nhưng tôi không muốn nhận đồ đệ, cho nên không muốn tuyển anh ta. Dương Quan Quan ngẩn người. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, nhưng anh không thể mang cảm xúc cá nhân vào công việc được. Công ty không phải chỉ có một mình anh, tất cả mọi người cũng phải dựa vào công ty để kiếm ăn. Cho nên, tôi không đồng ý đề nghị này của anh. Tôi cảm thấy, chúng ta cần phải tuyển nhân tài như vậy, hơn nữa còn có thể giao một số công việc quan trọng cho anh ta. Dương Quan Quan phản bác lại. Về mặt công việc, cô ta rất nghiêm túc, hơn nữa cô ta cũng cảm thấy Hoàng Sung chính là một nhân tài hiếm có, để anh ta rời đi thì thật đáng tiếc. Tề Đẳng Nhàn tức giận nói, này, tôi là ông chủ hay là cô là ông chủ hả? Dương Quan Quan lại rất kiên trì với ý kiến của mình, thậm chí trực tiếp đập bàn của ông chủ Tề Đẳng Nhàn, nói như thế nào cũng phải tuyển Hoàng Sung vào công ty. Nếu như anh kiên trì với ý kiến của mình, tôi sẽ đưa sơ yếu lý lịch này cho Hướng Tổng. Tôi nhớ không lầm, Hướng Tổng có nhiều cổ phần kiểm soát hơn ở Tiên Lai Capital hơn anh. Tôi nghĩ, cô ấy nhất định sẽ ủng hộ quyết định của tôi. Dương Quan Quan cũng đưa ra nước đi lớn bùng nổ của mình. Cuối cùng, Tề Đẳng Nhàn bị Dương Quan Quan đe dọa đến bất đắc dĩ cười, nói, được, vậy cứ tuyển trước, sau đó kiểm tra xem anh ta có năng lực làm việc không, được không? Thư ký Dương. Dương Quan Quan hài lòng cười, nói, như vậy cũng được. Tề Tổng, trước tiên anh phải suy nghĩ cho công ty, sau đó mới bận tâm đến ân oán cá nhân của mình. Tề Đẳng Nhàn biết, Dương Quan Quan rất coi trọng Tiên Lai Capital này, bởi vì công ty chính là một nền tảng quan trọng với cô ta, nó liên quan đến tương lai của cô ta. Cho nên, Dương Quan Quan đập bàn tranh luận chuyện này với hắn, hắn cũng không tức giận mấy. Hắn chỉ không hiểu, để thuyết phục hắn, cô thư ký nhỏ không biết trời cao đất dày này nhất định phải dùng thái độ cứng rắn. Thậm chí còn lôi cả Hướng Đông Tình ra uy hiếp hắn sao? Cô ta không thể cởi hai nút áo sơ mi ra, hoặc là hẹn hắn chơi cầu lông hay gì đó sao? Nếu cô ta dùng cách dụ dỗ như vậy, chắc chắn hắn sẽ sảng khoái đồng ý. Đến lúc đó, ai cũng vui vẻ. IQ thấp, Tề Đẳng Nhàn không khỏi thầm đánh giá Dương Quan Quan một câu, sau đó có chút đắc ý, chính hắn ta cũng có tư cách dùng ba chữ này để bình luận người khác. Dương Quan Quan cúi người lấy tài liệu đẩy đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, mỉm cười nói ký tên đi. Cô ta cúi người, cổ áo hơi mở ra, Tề Đẳng Nhàn có thể dễ dàng nhìn thấy bùa may mắn mà hắn tặng cô. Ồ, bùa may mắn thật là trắng. Trước cô như vậy thì không phải tôi đã đồng ý từ lâu rồi sao? Tề Đẳng Nhàn chớp chớp mắt, sau đó lử viết tên mình xuống. Dương Quan Quan không khỏi sửng sốt, sau đó mới ý thức được cái gì. Sắc mặt cô ta nghẹn đến đỏ bừng. Cô ta nhanh chóng đứng thẳng dậy, rất có lòng phòng bị che cổ áo mình đi. Đồ háo sắc, tôi với anh không đội trời chung. Dương Quan Quan nghiến răng nghiến lợi mắng. Cô nói chuyện với ông chủ kiêm đại ca như vậy. Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói, ném tài liệu trở lại trong tay cô ta. Dương Quan Quan xì một tiếng khe khẽ, cô ta ôm văn kiện xoay người rời đi vừa lấy tay kéo góc váy của mình, sợ lại lộ gì đó. Tề Đẳng Nhàn cười nói, thư ký Dương, cô không biết sao, càng phòng trộm thì càng dễ bị kẻ trộm nhớ thương. Hừ, anh chính là một tên háo sắc, Dương Quan Quan khinh thường nói. Tôi là người đánh cắp trái tim, Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan cũng không quay đầu lại mà đi tiếp, điều này khiến Tề Đẳng Nhàn rất vui vẻ. Hiện tại niềm vui lớn nhất khi đến Tiên Lai Capital làm việc của hắn chính là cãi nhau với Dương Quan Quan, đùa giỡn cô ta. Không bao lâu sau, Hoàng Sung lập tức vào công ty. Dưới sự thúc giục của Dương Quan Quan, bộ phận nhân sự nhanh chóng hoàn tất quy trình nhận chức. Hoàng Sung được phân đến bộ phận an ninh, trực tiếp đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng. Sau khi kiểm tra một thời gian, anh ta còn có thể được đề bạt. Xin chào Tề Tổng, Hoàng Sung gặp phải Tề Đẳng Nhàn thì lập tức cúi đầu 90 độ,
kính cẩn nói. Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhíu nhíu mày, nói tôi nói sẽ không nhận cậu làm đồ đệ nên cậu đừng nghĩ nhiều nữa, vào công ty của tôi cũng vô dụng thôi. Hoàng Sung cười cười, nói có công mài sắt có ngày nên kim. Tôi sẽ cố gắng, Tề Tổng cũng sẽ đổi ý. Tề Đẳng Nhàn bây giờ thật sự lười nhúng tay vào chuyện của người khác, Hoàng Sung nói có hận thù chồng chất, vậy nếu hắn làm sư phụ của Hoàng Sung, đương nhiên cũng phải giúp Hoàng Sung gánh một phần trách nhiệm. Đến lúc đó thật sự có kẻ thù tìm tới cửa, hắn làm sư phụ thì rốt cuộc nên ra tay hay không? Đừng nhìn Tề Đẳng Nhàn có rất nhiều tư tưởng tiến bộ, nhưng trên phương diện võ công này, hắn vẫn tuân theo quy tắc và đạo lý trên giang hồ. Võ sư xã hội cũng muốn nhận đồ đệ thì nhất định phải chú ý kiểm tra nhân phẩm thật tốt, tài năng cũng chỉ là thứ yếu mà thôi. Tề Đẳng Nhàn lười nói với anh ta, đúng lúc nhận được điện thoại ra ngoài cửa ký nhận chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh được gửi tới từ nhà tù Udo, là cho cốt của Hướng Đông Lôi. Đưa cho cốt này cho Đông Tình, đây lại là một đả kích với cô ấy. Tề Đẳng Nhàn cầm hộp cho cốt, không khỏi thở dài. Cũng trách Hướng Đông Lôi tự tìm cái chết, không thích làm đại thiếu gia nhà giàu mà lại đi buôn bán vũ khí gì, còn dám giao du với xã hội đen, cuối cùng lại liên lụy cả nhà. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng vỗ hộp cho cốt, âm thầm thở dài nói, lão Hướng à, anh cứ an tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt em gái anh. À, Tề Tổng, ở đây còn có một lá thư muốn ngài ký nhận. Sau khi Tề Đẳng Nhàn ký nhận hộp cho cốt, nhân viên chuyển phát nhanh lại lấy ra một lá thư đưa cho hắn. Tề Đẳng Nhàn nhìn chữ ký phía trên, thế mà là Phó Phong Vân. Hắn mở ra xem, không khỏi trầm ngâm. Phó Phong Vân này muốn mình thiếu nợ ông ấy sao? Tề Đẳng Nhàn cầm thư, rơi vào trầm ngâm. Trong lòng hắn hơi giãy giụa. Nếu nhận sự giúp đỡ của Phó Phong Vân, vậy hắn chắc chắn sẽ thiếu nợ ông ấy rất nhiều. Nhưng nếu hắn không nhận thì lại khó có thể ngăn cản sự hấp dẫn này. Đang lúc sững sờ, Tề Đẳng Nhàn cảm giác bả vai bị người ta vỗ một cái. Hắn giật mình, theo bản năng muốn quật ngã người vỗ vai hắn. Có điều, cũng may mũi người được mùi Sanen khiến hắn nhớ thương vô số lần thì hắn lập tức tỉnh táo lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia trong tay. Nói bao nhiêu lần rồi, không cần lặng lẽ vỗ vai tôi, rất nguy hiểm. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười nói. Tôn Lộc Đường được mệnh danh là võ thần từng cảnh cáo đệ tử và người thân không nên đột ngột đến gần mình trong vòng 3 mét, nếu không, hậu quả khôn lường. Anh ta đã luyện công phu vào tận xương tủy nên hình thành phản ứng tự nhiên, có đôi khi bản thân anh ta cũng không khống chế được, sợ không cẩn thận làm người khác bị thương. Lý Tiểu Long cũng không thích bị vỗ vai. Đây cũng là nguyên nhân một khi thân thể sinh ra phản ứng căng thẳng thì rất dễ làm tổn thương người khác. Lý Vân Uyển mỉm cười, hỏi, đã xảy ra chuyện gì, tôi thấy anh đứng do dự ở đây rất lâu rồi, là vì viết thư tình nhưng bị người từ chối sao? Trong lúc nói chuyện, cô ta cũng không ghé lại nhìn xem Tề Đẳng Nhàn đang cầm gì trong tay. Lý Vân Uyển đúng là người có IQ cao, không phải là loại IQ cao giả như Tề Đẳng Nhàn có thể so sánh. Cô ta rất rõ ràng. Có một số việc cần phải giữ khoảng cách nhất định, không nên quá tọc mạch vào cuộc sống riêng tư của đối phương. Cô tự xem đi, Tề Đẳng Nhàn lập tức ném thư trong tay cho Lý Vân Uyển, thản nhiên nói. Lý Vân Uyển xem xong rất nhanh, hỏi với vẻ mặt kinh ngạc, anh do dự cái gì? Lập tức đồng ý là được, đây chính là chuẩn tướng đấy, anh có biết Trung Quốc có bao nhiêu người mắc kẹt ở đại tá và chuẩn tướng này không? Anh thậm chí còn không có kinh nghiệm nhập ngũ. Đối phương trực tiếp hứa hẹn cho anh quân hàm chuẩn tướng, đây chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Thật không biết anh ở đây do dự cái gì, có phải cố tình ra vẻ không? Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười cười, nói, sao mọi chuyện lại đơn giản như vậy chứ? Phó Phong Vân là ai? Lý Vân Uyển nói, đại trưởng lão chiến bộ. Tề Đẳng Nhàn nói, đúng rồi, cô thấy một đại trưởng lão chiến bộ lại tự nhiên không có lý do gì cho tôi địa vị quyền thế lớn như vậy sao? Lý Vân Uyển nghĩ đến việc lần trước Tề Đẳng Nhàn giải quyết kẻ địch mạnh một cách dễ dàng mà ngay cả Ngọc Tiểu Long cũng không giải quyết được, cô ta nói ngay có lẽ Phó Phong Vân rất coi trọng năng lực của anh. Cô nói chuyện có ích ghê, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp liếc mắt một cái. Nếu như Phó Phong Vân không coi trọng năng lực của hắn, chỉ sợ ông ấy cũng sẽ không viết lá thư này. Lý Vân Uyển cũng biết hắn do dự điều gì, Phó Phong Vân đã cho hắn quả ngọt. Nhưng sau khi hắn ăn vào thì đương nhiên sẽ nợ ông ấy một ân huệ. N huệ của đại trưởng lão chiến bộ đâu phải dễ nợ như vậy.
Nếu Phó Phong Vân không có chút năng lực và tầm nhìn thì làm sao ông ấy có thể vị trí cao như vậy? Tề Đẳng Nhàn không có kinh nghiệm nhập ngũ, nhưng hắn có kinh nghiệm từ cảnh sát, hơn nữa hắn còn đánh chết Vladimir, một chuyên gia đứng đầu khiến quân đội đau đầu. Phó Phong Vân nhân cơ hội này đưa hắn vào biên chế, người khác cũng không tìm ra sai sót gì. Tề Đẳng Nhàn vào biên chế này thì ít nhiều sẽ bị trói buộc. Hơn nữa, ân huệ lớn như vậy, việc Phó Phong Vân muốn hắn làm chắc chắn không đơn giản. Tôi cũng không thể cho anh lời khuyên gì, mọi việc tùy thuộc vào anh, người có thân phận địa vị như Phó Phong Vân không dễ ở chung, đến lúc đó chỉ sợ ông ấy cho anh công việc không dễ dàng. Lý Vân Uyển mím môi, không muốn làm phiền đến quyết định của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc gật gật đầu, việc này rất hấp dẫn với hắn. Hơn nữa, chuẩn tướng này không phải là chuẩn tướng bình thường. Đó là chức vụ trực tiếp phụ trách những việc quan trọng của bộ phận chính trị, có quyền lực rất lớn. Cục chính trị có quyền lực rất lớn trong toàn bộ giới quân đội Trung Quốc, chịu trách nhiệm kiểm tra quân chủ lực, đồng thời cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, có quyền tự xử lý một số lực lượng đe dọa an ninh trong nước. Hừ, Phó Phong Vân này thật đúng là nắm chắc tôi, biết tôi cần thân phận, quyền lực để trở lại đế đô một cách đàng hoàng. Tề Đẳng Nhàn híp mắt lại, cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhàn cũng không sợ quyền quý, nhưng lúc này hắn cần quyền lực. Nhưng sau khi hắn tiếp nhận quyền lực này, khó tránh khỏi sẽ bị trói buộc. Phòng chính trị này không độc lập như nhà tù U Đô. Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên nhe răng cười, Lý Vân Uyển nhìn thấy nụ cười này của hắn cũng thấy sởn tóc gáy. Thường thường khi hắn cười như vậy, hơn phân nửa sẽ có người xui xẻo. Phó Phong Vân cho tôi chỗ tốt này, vậy tôi sẽ nhận lấy. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nói. Lý Vân Uyển không khỏi thở dài trong lòng, bao nhiêu người có thể cả đời không được bước vào quan trường, nhưng chỉ một lá thư của Phó Phong Vân mà Tề Đẳng Nhàn lại dễ dàng đảm nhận chức vị chuẩn tướng phòng chính trị. Có điều, cô ta cũng biết, Tề Đẳng Nhàn nhận được chỗ tốt này, như vậy sau này chắc chắn hắn sẽ phải đối mặt với không ít phiền toái khó khăn. Spider-Man có một câu nói nổi tiếng, khả năng của một người càng lớn thì trách nhiệm của người đó càng lớn. Tề Đẳng Nhàn thoáng cái được thăng chức chuẩn tướng, như vậy hắn cũng không thể chỉ làm việc của sĩ quan. Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống, lập tức bấm số trên lá thư, nói tôi là Tề Đẳng Nhàn, tôi đồng ý với sự sắp xếp của đại trưởng lão Phó Phong Vân. Xin Tề chuẩn tướng chờ một chút, chúng tôi lập tức bàn giao những thứ có liên quan cho ngài. Đối phương trầm giọng nói. Tề Đẳng Nhàn cúp điện thoại, thoải mái cười cười, thoải mái ngồi xuống mui xe, nói cứ chờ ở đây một lát. Khoảng 15 phút sau, có người lái xe Jeep đến. Người ngồi trên xe mặc quần áo bình thường, thần thái nghiêm nghị, hiển nhiên là người trong quân đội. Bịch! Sau khi xuống xe, người này lập tức chào Tề Đẳng Nhàn. Sau đó, anh ta cầm một chiếc hộp từ trong xe ra, đưa bằng hai tay đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Tề chuẩn tướng, xin ngài nghiệm thu. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nhận lấy cái hộp. Hắn mở hộp ra. Bên trong là hai bộ quân phục màu đen và bốn dây đeo vai, trên dây đeo vai còn có một ngôi sao màu vàng, bên cạnh có một số giấy tờ và các tài liệu liên quan. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được cười nói, phó lão thật đúng là ăn chắc tôi, thế mà đã chuẩn bị tốt mấy thứ này. Người đưa đồ tới cũng nghiêm nghị nói, Tề chuẩn tướng, ngoài ra, còn có một nhiệm vụ chờ ngài hoàn thành. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nói, nhiệm vụ gì? Phó lão bảo ngài đến sư đoàn 81 báo danh. Đảm nhiệm huấn luyện viên của đại đội đao nhọn đặc chủng của sư đoàn 81. Giọng điệu đối phương trầm trầm, có vẻ rất thận trọng. Biết rồi, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tề Đẳng Nhàn giơ tay chào chào. Đối phương đáp lại, sau đó nhảy lên xe Jeep phóng đi. Tề Đẳng Nhàn cầm cái hộp trong tay, khẽ mỉm cười. Lý Vân Uyển lúc này mới từ phía sau đi tới, nói, vị đại trưởng lão chiến bộ này không đơn giản, đã tính anh chắc chắn đồng ý với ông ấy. Tề Đẳng Nhàn híp mắt, nói, nếu ông ấy có thể có địa vị như vậy thì làm sao có thể cho tôi một ít nhiệm vụ đơn giản chứ? Có điều cũng không sao, chắc nhiệm vụ đầu tiên sẽ không quá hà khắc. Sư đoàn 81 là bộ đội đóng quân của thành phố Trung Hải, nói chung, nhiệm vụ này khá thoải mái với hắn. Lý Vân Uyển nói, mấy ngày trước tôi mới xem tin tức, người cầm quyền nhà họ Lý là Lý Trường Hồng được sư đoàn 81 đặc biệt thuê làm huấn luyện viên danh dự. Anh và bọn họ có mâu thuẫn, phải cẩn thận một chút. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, sau đó nói, vậy rất tốt, con trai ông ta thua trong tao tôi,
phỏng chừng ông ta muốn hại tôi, đánh ông ta một trận là xong. Lý Vân Uyển ngẩn người ra, từ khi nào mà Lý Thiên Lạc đã rơi vào tay của Tề Đẳng Nhàn. Quả thật, sự kiện lúc ở khu nghỉ dưỡng Đông Sơn đã gây ra ảnh hưởng quá lớn, cho dù là Dương Lệnh Quang ra tay đi chăng nữa, cũng phải kiêng dè trái phải, suy xét hết lần này đến lần khác, tránh cho dính dáng đến quá nhiều nhân vật lớn. Vì vậy, sau sự việc bùng nổ đó, vẫn còn đang bị ép buộc, không được tiếp xúc với truyền thông. Phải đợi đến khi các hạt bụi này gần như lắng xuống, chuyện này mới có thể đưa lên tin tức. Đợi qua một thời gian ngắn cô xem tin tức thì sẽ biết. Tề Đẳng Nhàn cười với Lý Vân Uyển, không giải thích quá nhiều. Tề Đẳng Nhàn để đồ đạc vào trong xe, sau đó cùng Lý Vân Uyển trở về công ty. Buổi trưa ăn cơm trong căng tin, hai người ngồi cùng nhau. Dương Quan Quan bưng mâm cơm tới, nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, ngay lập tức cô ta liền tránh ra, ngồi xuống ở một góc khá xa. Lý Vân Uyển tò mò hỏi, anh ức hiếp Quan Quan như thế nào, mà tôi cảm thấy hình như là cô ta rất không muốn gặp mặt anh vậy. Tề Đẳng Nhàn nói, có không, tôi cũng giống như một người đàn ông bình thường mà thôi, không thoát đôi mắt ra khỏi được thứ kia, có chuyện gì sao? Lý Vân Uyển dở khóc dở cười, đúng là cũng chỉ có loại đàn ông như Tề Đẳng Nhàn mới dám nói ra những lời cợt nhả như vậy ở trước mặt bạn gái của mình. Dường như Dương Quan Quan nhận ra Tề Đẳng Nhàn đang nói cô ta, cô quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, có chút hung dữ. Hiếm khi thấy Quan Quan hung dữ như vậy. Lý Vân Uyển nhìn không được mà bật cười, lắc đầu. Ừ, bộ ngực của cô ta đẹp thật, Tề Đẳng Nhàn cũng thở dài nói. Tề Đẳng Nhàn ăn cơm chưa xong, trực tiếp gọi điện thoại cho Hướng Đông Tình, hỏi cô ta đang ở nơi nào. Hướng Đông Tình bình tĩnh nói, tôi đang nghỉ ngơi ở nhà. Tề Đẳng Nhàn hài lòng nói, được, tôi tới tìm cô, nhớ bảo chú Phúc mở cửa cho tôi. Dường như Hướng Đông Tình đã nhận ra rằng Tề Đẳng Nhàn lần này tới đây là muốn làm gì, trầm tĩnh một lát sau, trực tiếp cúp điện thoại. Đợi đến khi Tề Đẳng Nhàn đi tới cửa nhà Hướng Đông Tình một lần nữa, A Phúc đã chờ ở đó sẵn. Sau khi A Phúc nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, trên mặt lộ ra một nụ cười, tuy nhiên, khí chất cả người lại có vẻ khá bi thương và nặng nề. Ông ấy nhìn túi vải trong tay Tề Đẳng Nhàn, liền biết bên trong là vật gì, trong chốc lát. Trong hốc mắt có chút nước mắt rưng rưng. Vất vả cho anh, Tề Tổng. A Phúc thở dài, nói. Dễ dàng thôi, Tề Đẳng Nhàn cười cười, chú Phúc, chú không cần phải sống quá khổ sở, quan trọng nhất là phải chú ý giữ gìn sức khỏe, Hướng Tổng cũng chỉ còn một mình chú là người nhà. A Phúc nâng tay lên lau khóe mắt mình, chua xót nói, tôi nhìn thiếu gia lớn lên từng ngày, cậu ta rất có tài năng, nhưng mà, chính những tài năng này cũng đã hại cậu ta. Đều do tôi. Năm đó không có dạy dỗ cậu ta đàng hoàng. Tề Đẳng Nhàn nói, đường là do tự mình chọn, không được trách bất kỳ kẻ nào. Chú Phúc, chú cũng đừng nên tự trách mình quá, chú đã cống hiến tất cả cho gia đình này rồi. A Phúc nói, lão gia có ân tình lớn đối với tôi, vì Hướng gia tôi có thể làm bất cứ cái gì, tất cả đều đáng giá. Tề Tổng, mời vào, tiểu thư đang ở bên trong chờ anh. Tề Đẳng Nhàn đi theo A Phúc bước vào bên trong căn biệt thự xa hoa khoa trương này, dinh thự này tuy xa hoa, nhưng luôn làm cho người ta cảm thấy khắp nơi đều tràn ngập sự bi thương. Biết Tề Đẳng Nhàn mang đến cái gì, nên Hướng Đông Tình đã thay một bộ váy màu đen. Cô ta cố gắng che giấu đi vẻ mặt đau buồn trên mặt mình, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên có chút kỳ lạ. Cho cốt của anh trai cô, hai tay Tề Đẳng Nhàn cầm hộp cho cốt, trịnh trọng giao cho Hướng Đông Tình. Hướng Đông Tình không đưa tay ra lấy, mím môi, nói, để chỗ đó đi. Tề Đẳng Nhàn không còn cách nào khác, đành phải đặt hộp cho cốt lên mặt bàn. Một lát sau, Hướng Đông Tình lộ vẻ đau thương cười một tiếng, nói, hiện tại ngay cả người để có thể hận, tôi cũng không có, phải không? Tề Đẳng Nhàn cũng không biết nên nói cái gì, loại sinh ly tử biệt này, hắn đã thấy quá nhiều. Thậm chí hắn còn không thay đổi sắc mặt. Hắn thi hành án tử hình cho hàng chục tù nhân, trước khi chia tay, họ đều khóc lóc kể khổ với Tề Đẳng Nhàn. Nhưng hai tay của Tề Đẳng Nhàn vẫn có thể vững vàng nắm chắc súng trường, dùng góc độ gian xảo nhất bắn viên đạn vào gáy của người bị hình phạt, hắn tránh né máu và óc bắn vào người mình. Nhưng ngay lúc này, trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi có chút cảm thông với sự đau thương của Hướng Đông Tình. Tề Đẳng Nhàn là một người lạnh lùng đến tận xương tủy. Hơn nữa chắc chắn hắn sẽ luôn làm theo ý của mình, nếu không như thế,
thì sẽ không có quá nhiều người căm hận hắn như vậy. Ngay cả hắn cũng cảm thấy Hướng Đông Tình thật sự rất bi thương, người thân hầu như đều chết hết trong trận tai nạn kia, người thân có quan hệ huyết thống bên cạnh cô thì lại luôn mong cô ta cũng sớm chết đi, để phân chia tài sản của tập đoàn Hướng Thị, bây giờ ngay cả anh trai duy nhất có thể căm hận, cũng bởi vì bệnh hiểm nghèo mà qua đời, người duy nhất cô còn có thể tín nhiệm chỉ còn lại một lão quản gia đã bầu bạn với gia đình nhiều năm. Nếu Hướng Đông Tình sinh ra trong manga ở thành phố Gotham, chắc có lẽ cô cũng sẽ biến thành Avenger, hiệp sĩ bóng tối. Tề Đẳng Nhàn đặt giấy chứng tử trên mặt bàn, cùng với một ít di vật nhỏ không đáng kể mà Hướng Đông Lôi để lại. Cô có thể không có người để hận, nhưng trong tương lai cô sẽ có rất nhiều người xứng đáng yêu cô và còn nhiều người quan tâm đến cô nữa. Ít nhất, nếu như cô phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi cũng sẽ rất đau lòng. Tề Đẳng Nhàn nhìn Hướng Đông Tình, nghiêm túc nói. Hướng Đông Tình bị đánh cho một trận, nghỉ ngơi một ngày, dường như là từ trong sự cố chấp mà đi ra, sau khi nghe được lời này của Tề Đẳng Nhàn, cô ngẩn người ra, trái tim lạnh lẽo cũng có ấm lên được đôi phần. Tề Đẳng Nhàn cho cô ta 50 tỷ vàng, hắn tự có tính toán của riêng mình. Hiện tại Hướng Đông Tình suy nghĩ rõ ràng hơn một chút, hắn tin tưởng mình, cho nên, mới sẵn lòng giao nhiều tiền như vậy cho mình. A Phúc im lặng đứng ở một bên nhìn đôi nam nữ này, ông càng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn chính là người duy nhất có thể chăm sóc cho Hướng Đông Tình sau khi ông đi. Vì thế, ánh mắt của ông ấy cũng càng thêm hiền lành, nhìn Tề Đẳng Nhàn, thật giống như đang nhìn một con rể ưu tú. Đúng vậy, ông ấy luôn coi Hướng Đông Tình như là con gái của mình. Hôm nay tôi không muốn để ý tới tình hình trên thị trường chứng khoán kia nữa, tôi muốn uống hai chai rượu thật tốt, để cho bản thân mình say một chút. Hướng Đông Tình nghiêm túc nói. Nhưng, như vậy sợ rằng sẽ bị thiệt hại cả mấy trăm triệu. Tề Đẳng Nhàn nghe Hướng Đông Tình nói thế, không khỏi cười cười, nói chúng ta có 50 tỷ, hơn nữa chúng còn là vàng. Hướng Đông Tình sửng sốt, trên mặt nở ra một nụ cười khẽ khó thấy, trong lồng ngực xuất hiện một cảm giác đã giải tỏa được hơi thở bị đè nén bấy lâu nay. Ngày mai tôi muốn chôn cất cho cốt của Hướng Đông Lôi bên cạnh mộ cha mẹ. Hướng Đông Tình nhìn Tề Đẳng Nhàn nói. Được, tôi đi cùng cô. Tề Đẳng Nhàn gật đầu nói. Hướng Đông Tình gật đầu, nhìn về phía A Phúc nói, chú Phúc, phiền chú đi lấy hết rượu cất giấu của ba tôi ra, với nói người giúp việc làm cho tôi thêm mấy món đồ nhắm thích hợp để tôi uống rượu. Sau đó, giúp tôi từ chối hết tất cả các cuộc gọi đến tôi. Từ tận đáy lòng, A Phúc rất vui mừng, ông ấy biết, quyết định này Hướng Đông Tình sẽ làm tổn thất mấy trăm triệu. Thế nhưng, Hướng Đông Tình không quan tâm. Tề Đẳng Nhàn thân là nhà đầu tư, thế nhưng hắn cũng không quan tâm. Có lẽ, hôm nay Từ Ngạo Tuyết sẽ vô cùng đắc ý. Nhưng như vậy thì làm sao? Có liên quan gì đến chứ? Chỉ cần Hướng Đông Tình có thể vui vẻ lên một chút là được rồi. Tề Đẳng Nhàn đưa tay tháo bút chỉ phía sau đầu của Đông Tinh xuống, trước khi Hướng Đông Tình kịp tức giận thì hắn đã nói, tôi cảm thấy bộ dáng tóc dài xõa vai của cô rất đẹp. Cùng người đẹp như vậy uống rượu, nói không chừng tôi có thể uống thêm hai ly. Hướng Đông Tình cảm thấy ngọn lửa đang thiêu đốt từ trong lồng ngực mình, lại đột nhiên bị một luồng gió thổi tắt mất. Cô im lặng một lúc, lấy lại bút chì, nhưng không cắm nó vào tóc. Lần sau, không có sự cho phép của tôi, anh đừng chạm vào nó nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.